thần cấp ở rể. Chương 581, hỗ trợ huấn luyện. Nguyên Trần không ngờ rằng Hồ Quý lại đến nhà họ Nguyên nhờ nhà họ Nguyên giúp, bữa ăn ban đầu chỉ là một hành động vô tình của Nguyên Trần, không ngờ Hồ Quý lại tìm đến nhà họ Nguyên để nhờ vả. Hồ Quý tuy chỉ là một người nhưng số tiền trong tay một chùm ma túy lớn như Hồ Quý đều được tính bằng tiền trăm triệu, lại còn là đô la Mỹ. Chính vì vậy Nguyên Trần giữ Hồ Quý lại, không phải để ý đến tình bằng hữu gì đó mà là vì của cải trong tay hồ quý. Sau khi hồ quý trở về phòng, sắc mặt rất u ám, anh ta hiển nhiên biết Nguyên Trần muốn làm cái gì, tương đương với việc giam cầm một cách mềm mại, anh ta sẽ không có cách nào rời khỏi nhà họ Nguyên. Bởi vì đường chảm đang ở bên ngoài, một khi rời khỏi nhà họ Nguyên, anh ta sẽ bị đám người đường chảm tấn công, đương nhiên anh ta không muốn chuyện như vậy xảy ra. Anh ta biết thực lực của đám người đường chảm, cũng biết rằng anh ta không thể giải quyết được đám người đường chảm. Anh ta suốt ngày chỉ có thể ở nhà họ Nguyên, biết đám người Đường Trảm vẫn chưa rời đi. Và anh ta cũng biết rằng nhà họ Nguyên sẽ không để anh ta rời khỏi đây, trừ khi anh ta phải trả một cái giá nào đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu không phải không có sự lựa chọn, anh ta đã không đến nhà họ Nguyên. Diệp Vô Phong lúc này vô tư ở cùng Liễu Như trong quân khu, cuộc sống trong quân khu rất quy củ, ăn ngủ đều có quy định. Lưu Trạch Hữu đang đi theo Diệp Vô Phong vào lúc này, bởi vì sau khi biết rằng Diệp Vô Phong là một cao thủ, anh ta đã suy nghĩ về cách để Diệp Vô Phong ở lại và huấn luyện binh lính của mình. Diệp Vô Phong làm sao có thể không biết Lưu Trạch Hữu đang nghĩ gì chứ? Anh cười nói, thượng tá, tôi biết anh nghĩ gì, tôi cũng có thể đồng ý yêu cầu của anh, nhưng tôi chỉ có thể hứa rằng khi còn ở Lưu Tây thì tôi sẽ tới giúp anh huấn luyện một chút thôi, anh thấy thế nào? Lưu Trạch Hữu vỗ tay và mỉm cười nói, "Có những lời này của anh là được rồi. Nếu sau này anh có việc gì cần, cứ nói cho tôi biết. Chỉ cần điều đó không vượt quá nguyên tắc của tôi hoặc vi phạm kỷ luật, tôi sẽ chắc chắn sẽ giúp." Diệp Vô Phong và Lưu Trạch Hữu đều nở nụ cười trên môi, cả hai đều có được thứ mình cần, nhưng Liễu Như ở bên cạnh lại bối rối nhìn hai người họ, tự hỏi tại sao nụ cười của họ đột nhiên trở nên tươi sáng như vậy. Sau một giấc ngủ, Diệp Vô Phong nhìn thấy Lưu Trạch Hữu mới sáng sớm đã tìm đến mình. Liễu Như chưa bao giờ dậy sớm như vậy, với thói quen của bính lính này, trong lúc nhất thời cô ta cũng chưa quen lắm. Nhưng cô ta cũng biết bây giờ là một khoảng thời gian đặc biệt, cô ta cảm thấy may mắn khi được ở nơi này. Diệp Vô Phong cười nói, hôm nay huấn luyện cũng được. Tòa án vẫn chưa có tin tức gì, ước chừng đội trưởng Du vẫn đang thu xếp. Du Kinh Hồng vẫn chưa có động tĩnh gì nên đương nhiên anh ở bên này cũng rất vui vẻ nhàn rỗi cho nên nhờ anh giúp huấn luyện binh lính cũng không sao khi đến quảng trường chính nhìn thấy tất cả binh lính đã tập hợp xong lưu trạch hữu ho khan nói hôm nay tôi mời một cao thủ đến hỗ trợ chỉ đạo huấn luyện mọi người có thể học được bao nhiêu thì tùy vào bản lĩnh của mọi người đấy tất cả binh lính đều bất động bầu không khí rất trang nghiêm lưu trạch hữu vẫn rất hài lòng với binh lính của mình mặc dù thứ hạng trong cuộc thi hàng năm không cao nhưng ít nhất anh ta biết rằng binh lính của mình rất ưu tú và mạnh mẽ. Nhưng chỉ mỗi như thế thì chưa được. Lần này, mời Diệp vô phong tham gia huấn luyện để giúp binh lính của mình mạnh mẽ hơn, đến lúc đó, cuộc thi năm nay sẽ có thể xếp hạng cao hơn. Sau khi Lưu Trạch Hiếu nhường vị trí, Diệp vô phong từ từ bước lên phía trước, liếc nhìn những người lính và mỉm cười, tôi biết rằng mọi người đều là những người ngay thẳng, để bảo vệ tổ quốc, mọi người đã làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng trong mắt tôi, như vậy là chưa đủ, dù là cận chiến hay tầm xa của mọi người vẫn chưa đủ. Binh lính tuy không tin nhưng vẫn không phản bác, chỉ kiên quyết nhìn về phía trước. Diệp vô phong nở nụ cười, tôi biết mọi người không phục. Chờ một chút tôi sẽ cho mọi người cơ hội đối chiến với tôi, nếu mọi người thắng, tôi có thể xin thủ trưởng cho mọi người nghỉ phép một tháng. Sau đó, cuộc huấn luyện bắt đầu, và tất cả các binh sĩ được tập hợp lại, một số tập bắn súng, trong khi những người khác tập cận chiến. Lúc này, Phó Dũng đang tập bắn cho đại đội 3, nhìn thấy Diệp vô phong với vẻ mặt kinh hãi, nhưng anh ta vẫn nhanh chóng bắn vào bia cố định. Tốc độ của anh ta càng ngày càng nhanh, trước kia anh ta cần 10 giây, nhưng lần này chỉ cần 5 giây. Nhưng kết quả khiến anh ta nhíu mày, vòng 86, loại kết quả này có thể nói là tạo ra thấp kỷ lục. Anh ta rất không phục, vừa rồi anh ta còn chưa bắn quét, mà là dùng bắn một phát, tuy tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ bắn được một phát. Anh ta biết Diệp Vô Phong sử dụng bắn quét, trực tiếp dùng bắn quét để cho ra thành tích 97. Phó Dũng, hôm nay anh hơi sốt ruột rồi nhỉ, tuy rằng đây cũng được coi là số vòng rất cao, nhưng thực lực của anh cũng không thấp hơn vòng 90 mà, có thể anh quá nóng vội rồi không? Một người bạn đồng hành nhìn Phó Dũng có chút nghi hoặc. Anh ta biết rằng bình thường khi Phó Dũng luyện tập chắc chắn sẽ không ở trong tình trạng như thế. Đam Mỹ Sắc Lúc này Diệp Vô Phong đang đi giữa những người lính để huấn luyện, đôi khi anh sẽ nói với những người lính này cách để nâng cao sức mạnh của họ. Vừa mới đi tới hai tên binh lính đang luyện tập, một người trong đó là Lưu Cần, nhìn Diệp Vô Phong rất không vui, vừa tôi tôi chú ý, anh chỉ đứng một bên nhìn đồng nghiệp của chúng tôi luyện tập, sau đó cũng chỉ nói nên luyện như thế nào, chúng tôi làm sao biết được cách luyện tập đó có hữu ích hay không, hơn nữa từ đầu đến cuối anh đều không thể hiện ra thực lực của mình, bởi vì thực lực thua kém bọn họ, đúng không? lời nói của lưu cần quả thực khiến cho rất nhiều binh sĩ không phục nhìn diệp vô phong với ánh mắt chế nhạo họ luôn muốn nói ra nhưng lại không có gan ngược lại chính lưu cần là người nói ra trước bọn họ rất ngưỡng mộ dũng khí của lưu cần nhưng bọn họ cũng biết nếu lưu cần chất vấn diệp vô phong như vậy nhất định sẽ bị lưu trạch hiếu bất mãn quả nhiên lưu trạch hiếu đi tới tức giận nói lưu cần cậu có ý gì đừng tưởng rằng cậu là binh cố thì có thể kiêu ngạo đây là quân khu không phải là nơi hoang vu cho cậu diễu võ dương oai đâu." Lưu Cần lớn tiếng nói, "Thủ trưởng, tôi tin các anh em đều có nghi ngờ như vậy. Anh ta dựa vào cái gì mà dạy dỗ chúng tôi, đâu phải nói là được chứ? Tôi muốn luận bàn với anh ta một chút, nếu anh muốn trừng phạt tôi, vậy thì chờ sau khi tôi và anh ta luận bàn rồi trừng phạt cũng không muộn." Lưu Trạch Hữu tức giận, nhưng Diệp Vô Phong lúc này lại gật đầu, "Anh muốn luận bàn với tôi cũng được thôi." tôi vốn định đợi một lúc rồi mới cho các anh tới luận bàn với tôi, nhưng mà các người đã nói trước, vậy thì cứ theo ý các người đi. chương 582, hơn một chiêu coi như thua. Lời nói của Diệp Vô Phong chỉ làm cho Lưu Cần chế nhạo, bởi vì anh ta cảm thấy Diệp Vô Phong chỉ là muốn tìm một bậc thang đi xuống thôi. Sau khi Diệp Vô Phong nhìn chung quanh, anh cười nhẹ đi tới một chỗ trống, sau khi đứng ở trong không gian mở, anh nói với Lưu Cần, đến đây đi, nơi này chắc là đủ rồi. Lưu Cần hừ một tiếng, đi về phía trước, ngay sau đó đi tới trước mặt Diệp Vô Phong, lãnh đạm nói, nhóc con, tuy rằng tôi không biết anh dùng cách gì để lừa gạt thủ trưởng, nhưng chờ một chút tôi sẽ cho anh biết, đối mặt với sức mạnh thật sự, chỉ biết nói thì chỉ là nổ thôi. Diệp Vô Phong chỉ nhún vai rất bình tĩnh, tôi cũng nghĩ lời anh nói rất có lý, vậy anh tới đây đi, không phải nói muốn cùng tôi luận bàn sao. Nếu đã như vậy thì qua đi, tôi chờ, nếu anh chỉ nói mà không qua thì đúng là nổ thôi. Lưu Cần nghiến răng, nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Vô Phong, anh ta lập tức rũi nắm đấm ra, sau đó giống lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Vô Phong xua tay, chờ một chút. Sao thế, hiện tại biết sợ rồi à? Lưu Cần cười khẩy. Diệp Vô Phong lắc đầu, ý của tôi là tôi không muốn đối chiến với một mình anh. Chọn 10 người trong số các anh đi, cùng chiến đấu với tôi, tránh cho cả đám không phục rồi lại lên thách đấu với tôi từng người một. Vẻ mặt của Lưu Cần thay đổi, anh ta cảm thấy đây là một sự sỉ nhục đối với mình anh hơi quá đáng rồi đấy diệp vô phong biết lưu cần đang nghĩ gì khi nhìn thấy vẻ mặt của lưu cần bất lực nói nếu anh thật sự muốn đánh một mình thì chỉ cần một chiêu thôi nếu anh có thể chặn được một chiêu của tôi vậy thì tôi sẽ thua thế nào lưu cần rất tức giận anh ta chỉ vào diệp vô phong anh đừng có sỉ nhục tôi tôi nói cho anh biết hiện tại tôi sẽ đánh với anh đừng nói cái gì mà một chiêu có thể giải quyết tôi diệp vô phong bất lực nhún vai móc ngón tay về phía lưu cần vậy anh tới đi lưu cần gầm lên lao về phía diệp vô phong vừa ra tay đã dùng hết sức lực tốc độ cực nhanh lao đến diệp vô phong giống như một cỗ xe tăng trước mặt diệp vô phong lập tức được bóng dâm bao phủ nắm đấm của anh ta đập thẳng vào đầu diệp vô phong tất cả binh lính đều có chút sững sờ bởi vì bọn họ biết đây là chiêu thức lợi hại nhất của lưu cần nếu người bình thường bị trúng chiêu này có lẽ sẽ chết ngay cả những người lính như họ những người thường xuyên tập luyện cũng sẽ phải nằm viện vài ngày sau khi nhận được cú đấm này cho nên bọn họ đều biết diệp vô phong sẽ gặp nguy hiểm bọn họ muốn ngăn cản lưu cần mặc dù cũng rất không hài lòng với diệp vô phong nhưng diệp vô phong không có tội chết nếu thật sự giết chết diệp vô phong thì con đường tương lai của lưu cần sẽ rất khó khăn quân đội sẽ không bao giờ chứa chấp một kẻ giết người chỉ là dưới tiền đề tất cả binh lính đều xem trọng diệp vô phong diệp vô phong lại rất bình tĩnh nhảy lên đấm vào người của lưu cần trước bùm lưu cần bay ngược ra ngoài và một chiêu mạnh nhất của anh ta không thể sử dụng được lưu cần trợn to hai mắt sau khi đáp xuống đất nhất thời không đứng lên được chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn trời lúc này xung quanh đều im lặng không ai biết diệp vô phong đã làm như thế nào bọn họ không nhìn rõ động tác của diệp vô phong chỉ thấy lưu cần đột nhiên bay ra ngoài họ hoàn toàn không hiểu động tác của diệp vô phong nhưng không thể phủ nhận rằng lúc này trong lòng tất cả binh lính đều chấn động và một số binh lính đã phát hiện ra rằng những gì diệp vô phong nói vừa rồi giống như là một lời tiên tri lưu cần thật sự đã bị giải quyết bằng một chiêu lưu trạch hữu vội vàng kêu người kéo lưu cần đi còn anh ta nở một nụ cười vừa rồi anh ta cũng rất tức giận rõ ràng anh ta đã nói sẽ để diệp vô phong chỉ đạo huấn luyện nhưng vẫn có người nghi ngờ những gì anh ta nói Bây giờ anh ta cũng có thể đắc ý một phen. Bây giờ ai trong các người đang nghi ngờ khả năng của Diệp Vô Phong, các người có thể đứng lên, tôi có thể bảo đồng chí Diệp luận bàn với các người một lần nữa." Lưu Trạch Hữu nói với những người lính khác. Nhưng lúc này không có binh lính nào dám đứng lên, bọn họ đều đã nhìn ra tình cảnh thê thảm của Lưu Cần, đương nhiên cũng không muốn bị khiêng đến bệnh xá giống như Lưu Cần. Được một lúc, mọi người lại về vị trí huấn luyện và bắt đầu tập luyện trở lại. Vào lúc này, Tất cả binh lính đã bị thuyết phục và Diệp Vô Phong đã chinh phục họ bằng sức mạnh của mình. Sau khi chỉ đạo những người lính này, Du Kinh Hồng cũng gọi điện đến, Diệp Vô Phong trả lời ngay lập tức, chỉ nghe thấy giọng điệu thờ ơ của Du Kinh Hồng. "Phiên tòa sẽ bắt đầu vào sáng mai. Anh đưa Liễu Như đến tòa án đầu tiên, tòa án sẽ trực tiếp bắt đầu xét xử Nguyên Đạt Tiêu." Du Kinh Hồng nói. Diệp Vô Phong đáp lại, "Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đưa Liễu Như đến tòa án đúng giờ." Do Kinh Hồng nhướng mày, nhưng nhà họ Nguyên nhất định sẽ ra tay ngăn cản anh, cho nên anh phải cẩn thận, tốt hơn là nên mang theo nhiều người. Hiện tại anh và Lưu Trạch Hữu hẳn là đã quen thân, bảo anh ta phái người hộ tống anh ra tòa cũng được. Diệp Vô Phong không muốn Lưu Trạch Hữu can thiệp vào chuyện này, đặc biệt là vì anh biết rằng nếu nhà họ Nguyên phát điên lên thì sẽ rất kinh khủng. Nếu Lưu Trạch Hữu muốn bảo vệ họ, anh ta sẽ phải cử rất nhiều binh, nhưng một con số lớn như vậy thì phải cần cấp trên phê duyệt. Điều này đương nhiên là phi thực tế, dù sao cũng cần phải có thời gian áp dụng, ngày mai nhất định sẽ không kịp. Hơn nữa, tuy cục Hồng Thuẫn chịu sự quản lý của các cơ quan cấp trên, nhưng cũng không có quyền hạn đi điều động binh ở quân đội. Vì vậy, Diệp Vô Phong không mong đợi Lưu Trạch Hữu hỗ trợ gì cả. Ngày mai tôi sẽ cẩn thận, tôi sẽ đưa Liễu Như đến tòa án đúng giờ. Bấy giờ Du Kinh Hồng mới cúp điện thoại. Sau khi Du Kinh Hồng cúp máy, Bạch Nhạn Phi gọi điện thoại tới Diệp Vô Phong rất tò mò, công ty vệ sĩ hiện tại của Bạch Nhạn Phi hẳn là đang phát triển không ngừng mới đúng, gọi cho anh thì chứng tỏ có khó khăn không thể giải quyết được. Diệp Vô Phong nhận điện thoại. Giọng nói lo lắng của Bạch Nhạn Phi truyền đến, "Diệp Vô Phong, Phong Lệ Na bị bắt rồi." Diệp Vô Phong tò mò, "Là tình huống gì? Phong Lệ Na bây giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Nguyên Đông Thành, cô ta còn có thể bị ai bắt chứ?" Theo lý mà nói, bắt Phong Lệ Na cũng chẳng có giá trị gì mới đúng diệp vô phong biết rất rõ điều này vì vậy anh vẫn tò mò không biết ai đã bắt phong lệ na bạch nhạn phi nói là nguyên đông thành tên khốn đó đã phát điên rồi hình như muốn giết phong lệ na diệp vô phong thở dài một hơi nguyên đông thành đúng là đồ vô dụng loại báo thù này thì có ích lợi gì chứ ngay cả giết phong lệ na cũng không giải quyết được vấn đề gì tuy nhiên anh không thể bỏ qua chuyện này bởi vì anh biết bạch nhạn phi nhất định sẽ đi tìm nguyên đông thành Đương nhiên loại chuyện này rất nguy hiểm. Chương 583, bắt cóc vô nghĩa. Vì vậy Diệp Vô Phong chỉ có thể thở dài nói, cô ở công ty chờ tôi, bây giúp tôi qua tìm cô. Diệp Vô Phong đến công ty, thấy Bạch Nhạn Phi đã đợi ở cửa công ty, nhìn thấy anh liền vội vàng chạy tới, sau đó lo lắng nói, hiện tại tôi đã cho người điều tra rõ ràng, Nguyên Đông Thành hiện tại ở trong một nhà máy bỏ hoang ở phía tây. Diệp Vô Phong gật đầu. Xem ra Nguyên Đông thành này không chỉ có ý định giết Phong Lệ Na, mà còn có ý định giết tôi và cô. Bạch Nhạn Phi nhìn Diệp Vô Phong có chút khó hiểu, Diệp Vô Phong giải thích, thực ra rất đơn giản, nếu anh ta chỉ đơn giản muốn giết Phong Lệ Na, anh ta hoàn toàn không cần đưa Phong Lệ Na đến nhà máy bỏ hoang. Lý do làm vậy là vì dẫn chúng ta đến đó, phục kích xung quanh để giết chúng ta. Vẻ mặt Bạch Yến Phi thay đổi, cô ta thật sự không nghĩ tới điều này nên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện cho vệ sĩ. Nếu có mai phục thì tất nhiên càng nhiều người càng tốt. Tuy nhiên, Diệp Vô Phong đã ngăn Bạch Nhạn Phi lại, tôi nghĩ hai người chúng ta đi lần này là đủ rồi. Có quá nhiều người sẽ dễ dàng rút dây động rừng. Bạch Nhạn Phi lo lắng nói, nhưng Nguyên Đông Thành đã gài bẫy, nếu hai người chúng ta đi qua thì sẽ bị mai phục, sẽ không có ai hỗ trợ. Diệp Vô Phong cười nói, đừng lo lắng, cái loại vô dụng như Nguyên Đông Thành này thì dùng được kế mai phục tinh vi gì chứ? chắc là sẽ tìm thêm người ẩn nấp ở hai bên, chờ chúng ta đi qua thì hai bên sẽ xông lên. Mấy người như anh ta hay nghĩ loại mai phục này có uy lực rất lớn. Bạch Nhạn Phi nhìn Diệp Vô Phong có chút nghi hoặc, hai người chúng ta đi thật sự không sao chứ? Diệp Vô Phong cười nói, thật ra, tôi đi một mình là an toàn nhất, bởi vì nếu tôi đi một mình, tôi có thể giết hết bọn họ, nhân tiện giải cứu Phong Lệ Na. Nếu đi cùng với cô, tôi chỉ có thể trực diện đối phó với bọn họ. Bạch Nhạn phi vội vàng nói, vậy thì tốt hơn là tôi không nên đi theo, tôi cứ ở chỗ này là được, một mình anh cứu người sẽ càng thuận tiện hơn, anh cứ đi một mình đi, tôi sẽ nói vị trí của Phong Lệ Na cho anh. Diệp Vô Phong nhún vai, đối với anh không thành vấn đề, nhưng anh cũng biết tình huống hiện tại, nếu anh đi một mình, xác suất cứu được Phong Lệ Na sẽ cao hơn nhiều. Diệp Vô Phong chỉ gật đầu nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi đoán Nguyên Đông Thành đã đợi rất lâu rồi, nếu tôi không đến anh ta có thể sẽ giải quyết phong lệ na trước. Bạch Nhạn Phi vội vàng gật đầu. Bên trong nhà máy bỏ hoang ở ngoài ô phía tây, lúc này có bọn côn đồ đang tuần tra ở cổng và khu vực xung quanh, bọn chúng đều cầm hung khí như dao dựa, cũng có người cầm súng. Bọn họ không ngừng tuần tra bên ngoài nhà máy, bên trong nhà máy có người đang cười rộ lên. Nguyên Đông Thành rất vui vẻ, khi nhìn thấy phong lệ na lúc này toàn thân đầy sẹo, vẻ mặt rất đau đớn, anh ta rất thích nhìn vẻ mặt đau khổ này của Phong Lệ Na. Anh ta đến gần Phong Lệ Na, vui vẻ cười nói, "Cô nói đi, cô đã tìm lại được cảm giác khi ở bên tôi trước đây chưa? Cảm giác rất sảng khoái nhỉ?" Phong Lệ Na chỉ nhìn Nguyên Đông Thành một cách lạnh lùng, như thể cô ta không quan tâm chút nào. Nguyên Đông Thành tát vào mặt Phong Lệ Na, sau đó giận dữ nói, "Sao cô lại thay đổi? Lúc trước cô không phải như thế này, sao trước đây cô không biểu hiện như thế trước mặt tôi?" ánh mắt này như thể muốn giết chết tôi vậy, không phải cô yêu tôi lắm sao? Phong lệ na chỉ cười khẩy, đúng vậy, trước đây tôi thật sự rất ngu dốt, hiện tại rốt cuộc tôi cũng nhìn rõ rồi, cho nên tôi cũng phát hiện ra anh thật sự ghê tởm, phiền phức. Nguyên Đông Thành rút cây gậy bóng chày bên hông và đập mạnh vào bụng Phong Lệ Na. Bịch, âm thanh kêu rên truyền đến, Phong Lệ Na nghiến răng cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh, ý chí của cô ta rất phi thường, sau khi trải qua một loạt chuyện, cô ta cũng không sợ chết nữa. Nguyên Đông Thành càng thêm điên cuồng, anh ta không thể ngờ rằng một người phụ nữ đã từng rất yếu đuối nay lại tỏ ra cứng đầu trước mặt anh ta như thế. Anh ta tiếp tục tàn phá cơ thể của Phong Lệ Na, cây gậy bóng chảy liên tục rơi xuống cơ thể của cô ta, Phong Lệ Na bị đánh suýt chết. Loại phương thức tra tấn này quả thực rất tàn nhẫn, ngay cả những tên xã hội đen đang theo dõi cũng nghĩ rằng Nguyên Đông Thành thật sự quá độc ác khi làm loại chuyện này với một người phụ nữ, nhưng bọn họ cũng biết rằng bọn họ chỉ là cấp dưới không có quyền lên tiếng tên khốn diệp vô phong kia còn chưa tới sao nguyên đông thành ném cây gậy bóng chảy sang một bên với vẻ rất không vui anh ta đã chơi đùa hơi mệt rồi phong lệ na gần như ngất đi ý thức của cô ta cũng rơi vào trạng thái mơ hồ một tên xã hội đen nhanh chóng nói tạm thời vẫn chưa tới đội tuần tra của chúng tôi chưa nắm được tin tức của diệp vô phong Nguyên Đông thành giễu cợt, chắc là anh ta không dám tới đây. Dù sao anh ta cũng biết tôi ở đây nhất định phải chôn rất nhiều mai phục. Nếu anh ta dám xông vào thì sẽ là đường cụt. Tên xã hội đen vội vàng gật đầu, cậu Thành nói đúng, nếu như Diệp Vô Phong kia thật sự dám xông tới, hắn nhất định sẽ bị anh giết chết. Nguyên Đông thành lạnh lùng nói, tao sợ nó không tới. Nếu nó dám tới, tao nhất định sẽ khiến nó chết ở chỗ này vừa dứt lời, đằng xa liền truyền đến tiếng súng, tất cả bọn côn đồ bắt đầu cảnh giác theo dõi phương hướng tiếng súng, dơ vũ khí của bọn họ về phía trước. Nguyên Đông Thành giật mình, sau khi đẩy hai tên côn đồ, anh ta tức giận nói, đi xem chuyện gì đang xảy ra. Diệp vô phong đến rồi à? Một vài tên côn đồ vội vã bước ra ngoài. Trong công xưởng nhà máy này chỉ còn lại hơn 20 vệ sĩ, nhưng anh ta không hề hoảng sợ, phải biết rằng số lượng xã hội đen trong công xưởng này là hơn 150 người. Ngay cả khi thực lực của họ không tốt lắm, nhưng cũng đủ để đè bẹp người khác về mặt quân số. Trên mặt Nguyên Đông Thành hiện lên một nụ cười tự mãn, cuối cùng cũng đến rồi, lần này tao sẽ cho mày có đến mà không có về. Sau khi Diệp vô phong dẫn tất cả bọn côn đồ đến bên này, anh trèo qua bức tường từ một vị trí khác và bước nhanh vào trong. Anh biết rằng ở bên ngoài sẽ không có phong lệ na, vì vậy cứ lang thang ở bên ngoài cũng không có ích gì. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian bằng cách dẫn dụ và bỏ xa những kẻ thù đó từ đây. Điều quan trọng nhất là bằng cách này, bên kia sẽ không biết vị trí của mình. Không thể để Nguyên Đông Thành biết vị trí của mình. Trong nhà máy bỏ hoang này chắc là cũng không có trang bị camera gì, nếu không Diệp Vô Phong đã phát hiện ra nó ngay lập tức. Chương 584: Âm thầm xâm nhập. Trong tình huống như vậy còn muốn đối chiến với mình Hắn nghĩ như thế nào vậy chứ?" Diệp Vô Phong có chút khó hiểu nói. Nguyên Đông Thành rõ ràng biết thực lực của mình, nhưng kết quả chỉ nhờ những tên xã hội đen này giúp đỡ, cho dù số lượng đám xã hội đen này đông đảo cũng không có cách nào giải quyết được anh cả. Từ bên ngoài quảng trường tiến vào xưởng của nhà máy, lúc này Nguyên Đông Thành vẫn không phát hiện thấy dấu vết của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lặng lẽ đi lên nóc xưởng, từ trên nóc đi hết một vòng, cuối cùng nhìn thấy Phong Lệ Na và Nguyên Đông Thành. Lúc này, Nguyên Đông thành tức giận thở hổn hển, các người là một đám rác rưởi, ngay cả một người cũng tìm không được, tôi cần nhiều người như vậy để làm gì hả? Những tên xã hội đen này chỉ cúi đầu xuống, bọn họ cũng không muốn như thế, nhưng vẫn không phát hiện ra Diệp Vô Phong, như thể anh đã bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy. Nghe tên thủ vệ cửa bên ngoài nói, vừa rồi Diệp Vô Phong vẫn ở bên ngoài, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, nhưng bọn họ có thể chắc chắn Diệp Vô Phong nhất định đã tới nơi này nhưng không biết hiện tại anh đang ở đâu mà thôi kẻ thù vô hình đúng là còn đáng sợ hơn nguyên đông thành lúc này mới nhìn quanh hoàn toàn không biết diệp vô phong đang ở đâu anh ta sợ diệp vô phong sẽ bắn thẳng vào anh ta trong bóng tối đi tìm hắn cho tôi đồng thời cho nhiều người đến đây và khám xét kỹ xưởng này cho tôi mục đích hắn đến đây là để giải cứu phong lệ na bây giờ phong lệ na đang ở đây anh ta nhất định sẽ đến nguyên đông thành nói rất chắc chắn các tên xã hội đen khác lần lượt tập trung tại xưởng, thậm chí có cả những băng nhóm xã hội đen đang tuần tra cũng bắt đầu tiến vào xưởng. Chỉ có một số tên côn đồ đang tìm kiếm Diệp Vô Phong đang đi loanh quanh bên ngoài. Nhưng bọn họ không biết rằng phía trên đầu bọn họ, Diệp Vô Phong đang thờ ơ nhìn những tên côn đồ này. 97, xem ra lần này Nguyên Đông Thành gọi hơn 150 người tới đây. Bên ngoài còn có 1 phần 3, nhưng trong xưởng có 2 phần 3. Nguyên Đông Thành vẫn là sợ chết. Làm loại chuyện này thì rõ ràng là muốn đâm đầu vào chỗ chết mà. Diệp Vô Phong thở dài một hơi. Anh hoàn toàn không biết Nguyên Đông Thành muốn làm gì, bản thân rất sợ chết nhưng lại luôn thích làm những việc có thể giết chết anh ta. Kết quả là anh ta đã chọc tức Diệp Vô Phong suốt thời gian qua. Ngay cả sau khi bị đánh đập, nhưng vẫn không có cách nào để ngăn anh ta khỏi hành vi tìm đường chết này. Diệp Vô Phong chậm rãi vòng tới vị trí phía sau, sau đó trực tiếp từ trên cao nhảy xuống núp sau một khung sắt, chậm rãi tới gần Phong Lệ Na. Nguyên Đông Thành lúc này nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy Diệp Vô Phong đang lẻn về phía trước. Anh ta thậm chí không biết rằng Diệp Vô Phong chỉ cách anh ta 5 mét. Nếu muốn giết anh ta, Diệp Vô Phong chỉ cần dễ dàng ra tay là được. Chỉ là Diệp Vô Phong biết nhiệm vụ lần này của anh trước tiên là phải cứu Phong Lệ Na, chỉ sau khi đảm bảo an toàn cho Phong Lệ Na, anh mới có thể ra tay tiêu diệt những kẻ thù này. Khi đến sau lưng Phong Lệ Na, Diệp Vô Phong phát hiện ra có một chiếc còng khóa hai tay của Phong Lệ Na. Diệp Vô Phong nhặt một sợi dây kẽm trên mặt đất lên, nhưng anh biết lúc này mà động thủ thì chiếc còng sẽ phát ra âm thanh. Nguyên Đông Thành chắc chắn sẽ phát hiện ra hành vi của anh, vì vậy anh phải nghĩ ra một cách. Tru Tru N Việt Nam. Nếu Nguyên Đông Thành phát hiện ra hành vi của anh trước khi còng tay được thả ra, thì những gì đối phương sẽ làm là giết Phong Lệ Na trước bởi vì phong lệ na là người dễ giết nhất vì lý do này diệp vô phong đã cởi áo ra bọc dây kẽm và còng tay phong lệ na vào toàn thân phong lệ na run lên nhưng cô ta không hét lên bởi vì cô ta biết người có thể đến đây và chạm vào cô ta vào lúc này chỉ có diệp vô phong cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm ý thức càng mờ mịt cô ta cho rằng mình sẽ chết ở đây nhưng cô ta tự ép buộc ý thức của mình không muốn để nguyên đông thành đạt được ý muốn bây giờ thì ổn hơn rồi Diệp vô phong đã đến thì cô ta sẽ được giải cứu. Sau khi cuốn còng tay bằng áo, khi còng tay được mở ra đã không dễ có tiếng động, còn Nguyên Đông Thành vẫn đang bối rối không biết bọn côn đồ nên làm gì. Chờ khi nhớ tới phong lệ na, anh ta quay lại, phát hiện ra nơi mà phong lệ na bị trói vừa rồi không có ai cả. Anh ta gầm lên, cái quái gì đang xảy ra vậy? Người đâu, con chó phong lệ na đó đã đi đâu rồi? Đương nhiên những tên xã hội đen khác đều không thấy, cứ bị Nguyên Đông Thành mắng là cúi đầu xuống, làm sao chúng có thể biết được Phong Lệ Na đã đi đâu chứ? Bây giờ họ chỉ muốn biết phải làm gì để Nguyên Đông Thành hài lòng. Nguyên Đông Thành tức giận gầm lên, đồ khốn kiếp, con tin không có, sao còn không mau đi tìm đi. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhanh chóng tản đi, tìm kiếm bóng dáng của Phong Lệ Na, nhưng bọn họ không biết rằng Phong Lệ Na không hề rời đi, mà là bị Diệp Vô Phong giấu sau khung sắt. Diệp Vô Phong nhíu mày, Lúc này nhìn thấy hai mắt vô thần của Phong Lệ Na, cô ta sắp ngất đi rồi, nếu ở nơi này không được chữa trị thì tính mạng của cô ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, điều quan trọng hiện tại là không phải giết Nguyên Đông Thành, mà là đưa Phong Lệ Na đến bệnh viện trước. Xe đang ở phía trước, nếu bây giờ xông ra, sẽ bị nhiều tên côn đồ bao vây. Dù có giải quyết được chúng thì cũng phải mất một thời gian dài. Tình hình hiện tại của Phong Lệ Na không thể chậm trễ được. Diệp Vô Phong nghĩ nghĩ và đặt Phong Lệ Na trên lưng nhanh chóng lao ra cửa sau, cửa trước chắc chắn đã bị chặn, cửa sau mới có cơ hội lao ra. Dù không muốn phát ra tiếng động, nhưng khi mở cửa, vì cửa đã dì xét nên cánh cửa phát ra tiếng cọ sát. Nguyên Đông Thành lần này nghe thấy rất rõ ràng, lập tức hô to gọi thuộc hạ, bọn họ đều ở bên kia, đuổi theo cho tao. Tất cả bọn côn đồ đều lao về phía Diệp Vô Phong, nhưng tốc độ của Diệp Vô Phong rất nhanh, bọn họ nhất thời không đuổi kịp, thậm chí khoảng cách còn bị kéo dài phải biết rằng diệp vô phong vẫn đang có một người trên lưng phong lệ na cô cần phải cố gắng lên tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay bây giờ cô không thể chết nửa đường được sau khi diệp vô phong lao ra từ cửa sau liền thấy xung quanh cửa sau đã bị bao vây diệp vô phong tìm một chỗ trốn sau đó nguyên đông thành cười ha hả đi ra diệp vô phong mày cho rằng tao thật sự không có chuẩn bị gì sao mày sai rồi để có thể giết mày tao đã thuê nhiều sát thủ như vậy Bây giờ em mờ có mọc cánh cũng không thoát đâu." Diệp Vô Phong chỉ thờ ơ nói, "Tránh ra, tao có thể tha cho mày một mạng." Nguyên Đông Thành bật cười, "Đùa à, tha cho tao một mạng ư? Bây giờ tao sẽ cho mày một cơ hội, chặt đứt hai tay hai chân của mày, tao sẽ tha cho mày một mạng." Chương 585, xử lý kẻ địch. Sau khi Nguyên Đông Thành nói xong, xung quanh có một số tay súng bắn tỉa và súng cầm tay những tên côn đồ đó giống như đang canh cửa và không tham gia vào cuộc bao vây diệp vô phong những tay súng bắn tỉa đó đã tìm ra những vị trí bắn tỉa tốt nhất những tay súng cầm tay đều đang cầm súng tiểu liên trên tay và đang tìm kiếm về phía trước bọn họ rất cẩn thận vì biết thực lực của diệp vô phong nhất định không hề đơn giản cũng biết vị trí hiện tại của diệp vô phong một đám người thận trọng đi về phía trước sớm đã tới gần diệp vô phong lúc này hỏng súng tiểu liên của bọn họ đã hướng về phía trước Đi vòng quanh càng cẩn thận hơn. Nguyên Đông Thành vừa tìm một chỗ ngồi xuống với vẻ mặt nhếch mép. Trước khi làm chuyện này, anh ta cũng đã thương lượng với những cao thủ trong nhà rồi, lúc đó anh ta đã xác định bao vây như vậy có thể giết chết các cao thủ của Cảnh Tông Sư. Nếu đã như vậy, Diệp Vô Phong sẽ không có cách nào sống sót thoát ra khỏi nơi này. Lần này anh ta rất tự tin với sự sắp xếp của mình, cũng tin Diệp Vô Phong sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi vòng vây của anh ta chịu trói đi, Diệp vô phong, bây giờ mày đang kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ở chỗ này, mày chỉ sẽ bị tao giết chết thôi. Nguyên Đông Thành cười lớn nói. Lúc này Diệp vô phong đã rút dao găm ra, anh biết tình huống hiện tại của mình, phong lệ na không có cách nào trì hoãn quá lâu, anh chỉ có thể nhanh chóng giải quyết đối phương rồi đưa phong lệ na đến bệnh viện. Anh lấy điện thoại di động ra, vừa định gọi cho ai đó, một cảm giác nguy hiểm ập đến, anh vội vàng lăn qua một bên. Bùm! Một viên đạn đã bắn trúng vị trí vừa rồi của anh, kém một chút nữa là bắn trúng anh rồi. Diệp vô phong biết nơi này không có góc chết, nếu muốn có góc chết thì anh cần phải giết những tay súng bắn tỉa phía trên. Có vẻ như họ không biết gì về thực lực của mình, nhưng vậy là tốt rồi. Diệp vô phong dừng dưng nhìn xung quanh, sau đó cầm dao găm đi đến một góc, thậm chí còn không có thời gian chuẩn bị, anh đã lướt qua góc đó chạy ra ngoài. Tốc độ của anh rất nhanh, giống như một con báo, gia tốc đột một khiến bóng dáng của anh lướt qua như một bóng đen trong tầm mắt của người ở phía sau góc quẹo. Và khi những người này phản ứng lại thì Diệp Vô Phong đã sớm đến trước mặt họ. Người bắn tỉa ở trên bắn vào Diệp Vô Phong. Nhưng hướng di chuyển của Diệp Vô Phong thay đổi rất nhanh, những tay súng bắn tỉa này chỉ bắn chết những tay súng trước mặt Diệp Vô Phong thôi. Diệp Vô Phong nhặt hai khẩu tiểu liên trên mặt đất lên và tìm một nơi để trốn. Chiều cao của nhà máy này là khoảng 30 mét. Và tầm bắn của súng tiểu liên là 200 mét, đủ để giết người bắn tỉa. Diệp vô phong kiểm tra súng tiểu liên và thấy của hai khẩu tiểu liên đều đầy, vì thế ngay lập tức yên tâm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, dù sao thì mấy tên này chưa kịp bắn phát nào đã chết rồi mà. Diệp vô phong nở nụ cười, muốn chơi đùa với tao đúng không? Vậy thì tao sẽ khiến bọn mày cảm nhận được cảm giác bị sự sợ hãi chi phối. Anh liếc nhìn một cái cửa sổ cách đó không xa liền không chút do dự lao về phía cửa sổ, chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng súng vang lên. Tốc độ của Diệp Vô Phong rất kỳ quái, đối phương hoàn toàn không có cách nào tập trung vào Diệp Vô Phong, chỉ có thể bắn tùy tiện, thử vận may của mình, nhưng đáng tiếc vận may của bọn họ hiển nhiên không cách nào so với lực cảm nhận của Diệp Vô Phong. Soảng, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Diệp Vô Phong lao ra ngoài cửa sổ, sau đó đi lên trên. Lúc này, các tay súng bắn tỉa đã rất bất lực báo cáo sự việc cho Nguyên Đông Thành. Nguyên Đông Thành rất buồn bực, cái gì, nhiều như vậy mà lại để cho hắn trốn ư? Bọn mày ăn cơm để làm gì hả? Tất cả lính đánh thuê đều không có cách nào giải thích, rốt cuộc bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Vô Phong, bọn họ tưởng dựa vào số lượng bên mình hoàn toàn có thể giết chết Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong đã trốn thoát. Nguyên Đông Thành mỉm cười, không có chút nào căng thẳng, đừng lo lắng, nếu một mình anh ta trốn đi, vậy chẳng phải còn có phong lệ na sao? Nếu Diệp Vô Phong không đưa Phong Lệ Na ra ngoài, ngày mai tao sẽ ném xác Phong Lệ Na đến nhà Phong Tử Nghĩa và cho họ biết Diệp Vô Phong rác rưởi như thế nào." Nguyên Đông Thành biết rằng nếu làm loại chuyện này, mặc dù không trực tiếp giết chết Diệp Vô Phong thì sẽ không dễ chịu lắm, nhưng cũng có thể khiến Diệp Vô Phong mất hết uy tín ở Liêu Tây và khiến tất cả những người từng hợp tác với Diệp Vô Phong đều thất vọng về anh. Đây cũng là một mánh khóe để đánh bại Diệp Vô Phong. Nguyên Đông Thành không vội vàng chút nào. Bởi vì anh ta cảm thấy quân bài vẫn còn trong tay mình, chỉ cần Phong Lệ Na còn ở trong nhà máy này, anh ta không tin rằng Diệp Vô Phong thật sự sẽ không tới cứu. Và anh ta cũng biết tình hình của Phong Lệ Na không được lạc quan cho lắm, nếu không nhanh chóng chữa trị thì cái mạng nhỏ của Phong Lệ Na sẽ không còn nữa. Mục đích khiến Phong Lệ Na bị thương nặng là khiến Diệp Vô Phong không có quá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn. Bây giờ hiệu quả này đã đạt được rồi. Diệp Vô Phong Mày muốn trì hoãn thời gian cũng không được đâu. Tao biết tình hình của Phong Lệ Na, nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, cô ta sẽ chết." Nguyên Đông Thành rất vui vẻ hét lên. Chỉ là không có ai trả lời anh ta và không có tiếng nói nào khác xung quanh ngoại trừ tiếng của thủ hạ của anh ta. Nhà máy dường như đã chìm vào im lặng. Nguyên Đông Thành đang đợi, quay đầu lại nói với thuộc hạ, "Đi tìm Phong Lệ Na cho tao, cô ta vẫn đang ở trong xưởng nhà máy này." Vài tay súng lần lượt đi vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, tiếng súng phát ra từ phía trên nhà xưởng. Nguyên Đông Thành vô thức co rụt cổ lại, nhìn về phía trên, làm cái quái gì vậy? Không ai biết, nhưng Nguyên Đông Thành nhanh chóng phản ứng lại, tên khốn, tên khốn đó không chạy trốn, hắn muốn đi lên trên kia tập kích bọn bắn tỉa trước. Các tay súng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng xông lên, bọn họ biết hiện tại Diệp Vô Phong đang ở trên đó chỉ cần Diệp Vô Phong bị chặn ở trên kia, thì Diệp Vô Phong sẽ đi vào ngõ cụt. Khuôn mặt của Nguyên Đông Thành rất u ám, không ngờ Diệp Vô Phong lại biết những tay súng bắn tỉa phía trên mới là mối đe dọa lớn nhất. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười, nhưng mà không sao, dù sao mày cũng không thể thoát khỏi tay tao đâu, lần này tao bỏ ra cái giá lớn như vậy, giết không được mày thì tao phải tức ói máu sao. Anh ta chỉ ngồi trên ghế đổ và chờ đợi, chờ tin tốt lành từ lính bắn súng của mình. Sau khi Diệp Vô Phong lên đến đỉnh nhà xưởng, anh phát hiện những tay súng bắn tỉa này đang nằm sấp. Khi Diệp Vô Phong xuất hiện, những tay bắn tỉa đều rút súng lục ra. Các khẩu súng lục đã được nạp đạn sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra và bắn. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 586, một nhát súng nát đầu. Ngoài súng bắn tỉa, những tay bắn tỉa chỉ có súng lục bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng diệp vô phong có thể từ bên dưới đi lên vì vậy bọn họ rất kinh ngạc có rất nhiều tay súng không thể chặn được diệp vô phong họ đã rất sốc trước sức mạnh của diệp vô phong diệp vô phong cười khẩu khẩu tiểu liên trong tay bắn thẳng vào nóc nhà xưởng dù trong bóng tối anh cũng có thể nhìn rõ vị trí của những tay súng bắn tiền này ánh sáng phản chiếu từ phía dưới nhà xưởng cho biết vị trí của tất cả các tay súng bắn tỉa để có thể tập trung nhìn xuống bên dưới những tay súng bắn tỉa này đã phải mở một cái lỗ trên nóc của nhà máy. Và những cái lỗ này là vị trí của chúng. Lúc này, Diệp Vô Phong liếc mắt đã biết được số lượng và vị trí của bọn họ, súng tiểu liên của Diệp Vô Phong bắn rất nhanh, anh cũng không có dừng lại. Hai khẩu tiểu liên với 60 viên đạn, hai khẩu bắn cùng lúc, trận chiến trên nóc nhà diễn ra chưa đầy 2 giây. Nhiều khẩu súng lục của lính bắn tỉa còn chưa kịp bắn, thậm chí có bắn thì cũng chỉ trong trạng thái hoảng sợ mà bắn đương nhiên không thể trúng mục tiêu được sau khi giải quyết đám tay súng bắn tỉa trên mái nhà diệp vô phong nghe thấy âm thanh từ bên dưới có người định trèo lên diệp vô phong có thể chiến đấu chống lại những tay súng này nhưng bây giờ trong tay anh không có súng hơn nữa anh cũng không muốn lãng phí thời gian làm loại chuyện này anh chỉ trực tiếp đi đến cái lỗ mà một tay súng bắn tỉa đã mở ra cái lỗ này chỉ đủ để một người đi xuống diệp vô phong nhặt một khẩu súng lục và đi xuống nhà máy sau khi hàng chục tay súng lên đến đỉnh nhà máy, họ quan sát rất kỹ, nhưng lại nhanh chóng xác định không có ai trên nóc nhà máy cả. Tất cả đều là xác chết của lính bắn tỉa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả các tay súng đều bị sốc. Bọn họ biết Diệp Vô Phong ở đây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Diệp Vô Phong sẽ đi đâu được chứ? Nếu không có ở phía trên nhà máy. Nguyên Đông Thành lúc này chán đầy mồ hôi, nhìn Diệp Vô Phong cũng kéo ghế đổ ngồi xuống trước mặt mình. Trong lòng anh ta đã run lên. Anh ta hối hận vì đã không giữ thêm một vài tay súng bên cạnh, chỉ có bốn tay súng để bảo vệ anh ta, bốn tay súng này đã bị Diệp Vô Phong giết chết mà không hề bắn một phát súng nào. Diệp Vô Phong chỉ lộ ra vẻ bình tĩnh cười nhạo mà không nói gì. Toàn thân Nguyên Đông thành run lên, anh ta biết tình huống hiện tại của mình, anh ta đang nghĩ Diệp Vô Phong chưa giết mình, có thể là vì nhà họ Nguyên, Diệp Vô Phong vẫn sợ nhà họ Nguyên nên mới ngồi xuống trước mặt anh ta xem ra là muốn đàm phán với anh ta. Anh ta nghĩ đến đây, trong lòng cũng thoải mái phần nào, Nguyên Đông Thành nở một nụ cười rất khó coi, Diệp. Sắc sắc, Diệp vô phong chĩa súng lục vào chán Nguyên Đông Thành, Nguyên Đông Thành vốn đã thả lỏng, lập tức mở to mắt, toàn thân run lên, đến tên của Diệp vô phong cũng không nói hết được. Khuôn mặt của Nguyên Đông Thành đầy mồ hôi, hơn nữa phần lưng cũng ướt đẫm. Tiết trời vào cuối thu thì nhiệt độ cũng không cao như thế này, có thể bị dọa sợ đến toát mồ hôi hột điều này đủ để thấy nguyên đông thành khiếp sợ như thế nào tuy nhiên nguyên đông thành vẫn cho rằng anh ta là người của nhà họ nguyên và diệp vô phong tuyệt đối không dám giết anh ta trong lòng anh ta vẫn luôn có một niềm tin như vậy cho nên anh ta luôn nghĩ rằng diệp vô phong có thể rè chừng nhà họ nguyên mà lựa chọn bỏ qua cho anh ta bùm diệp vô phong đột ngột nổ súng mà không có chút dấu hiệu như thể bị cướp cò vậy nguyên đông thành trợn to hai mắt cả người ngã về phía sau đến chết anh ta không hiểu vì sao diệp vô phong lại đột nhiên nổ súng nếu muốn giết anh ta thì đâu cần phải ngồi đợi lâu như vậy chứ diệp vô phong cất súng lục đi sau đó đi tới vị trí của phong lệ na tốc độ của anh rất nhanh đến trước mặt phong lệ na bế cô ta lên tình trạng của phong lệ na rất tệ cơ thể cô ta đã có nhiệt độ cao diệp vô phong đoán rằng đó là vấn đề nhiễm trùng ở phổi hơn nữa ý chí của phong lệ na không còn tỉnh táo Việc bị sốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh nói với Phong Lệ Na, Phong Lệ Na, cô phải cố lên. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ngay, chỉ cần cô chống đỡ 10 phút là chúng ta có thể đến bệnh viện. Cô đừng ngủ, nghe không? Phong Lệ Na hoàn toàn không thể trả lời anh, nhưng Diệp Vô Phong tin rằng cô ta đã nghe thấy. Anh lao thẳng về phía trước, bởi vì tiếng súng lúc nãy nên các tay súng phía trên đều chạy tới vị trí của Nguyên Đông Thành, khi họ phát hiện Nguyên Đông Thành đã chết trên ghế đầu. Sắc mặt của họ đã thay đổi rất nhiều. Họ biết rằng nhóm của họ đã bị Diệp Vô Phong đùa giỡn, chỉ số IQ hoàn toàn bị áp chế. Tên khốn kiếp này là ai vậy? Các tay súng không hiểu làm thế nào mà một người có thể mạnh đến mức khiến họ phải khiếp sợ đến thế. Tên Mai cầm súng đứng đầu hét lên, đừng để hắn chạy thoát, hiện tại chắc hẳn hắn vẫn ở trong nhà máy, tuy Nguyên Đông Thành đã chết, nhưng nếu Diệp Vô Phong bị giết, chúng ta có thể coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Các tay súng khác cảm thấy Mai nói đúng, vì vậy họ đã lao ra bên ngoài nhà máy. Diệp Vô Phong lúc này đã đến cổng phía tây của nhà máy, anh nắm chặt súng lục trong tay, lao thẳng về phía trước, lúc này đám côn đồ canh cửa nhìn thấy Diệp Vô Phong, bọn họ nghe thấy tiếng súng nổ trong nhà máy vừa rồi rất kịch liệt, nên tất cả đều đoán rằng Diệp Vô Phong đang chiến đấu với những tay súng đó. Nhưng hiện tại là tình huống gì chứ? Thế mà Diệp Vô Phong lại ra khỏi nhà máy? chẳng lẽ nguyên đông thành và đám lính đánh thuê đều đã trong lúc nhất thời họ không thể chấp nhận được một chuyện như vậy tất cả mọi người đều bị sốc và họ không biết phải làm gì bây giờ nguyên đông thành đã chết rồi ai trong các người muốn chôn cùng hắn thì có thể lên diệp vô phong hét và những lời này khẳng định điều mà nhiều người đang nghĩ tất cả đều kinh hãi nhìn diệp vô phong muốn ra tay chống lại diệp vô phong nhưng khi họ nghĩ rằng ngay cả nguyên đông thành và rất nhiều lính đánh thuê đã chết trong nhà máy thì bọn họ tính là gì chứ? Vì vậy, nhất thời những tên xã hội đen này đã không tấn công Diệp Vô Phong. Bọn họ chẳng những không tấn công, còn tránh đường cho Diệp Vô Phong thuận lợi đi qua. Những gì họ nghĩ trong lòng là tương lai họ sẽ đi đường vòng khi nhìn thấy Diệp Vô Phong và họ sẽ không bao giờ là kẻ thù của Diệp Vô Phong. Không lâu sau khi Diệp Vô Phong rời đi, một nhóm lính đánh thuê chạy đến cổng phía tây, bọn họ rất nghi hoặc khi không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào của Diệp Vô Phong cả. Nếu không phải chạy trốn ra ngoài, vậy Diệp Vô Phong đi đâu? Mai đi đến trước mặt một tên xã hội đen, có thấy Diệp Vô Phong không? Chương 587, tốc độ 305. Tên xã hội đen gật đầu, nhưng hắn càng tò mò về tình hình của Nguyên Đông Thành, Diệp Vô Phong có nói dối bọn họ không? Vừa rồi Diệp Vô Phong nói rằng cậu Thành đã chết đúng không? Tên xã hội đen thận trọng hỏi, trong khi những tên xã hội đen xung quanh đều nhìn Mai và họ cũng rất tò mò. Sắc mặt của Mai rất ảm đạm, Nguyên Đông Thành đã bị Diệp Vô Phong giết chết, nên hiện tại chúng tôi đi tìm Diệp Vô Phong. Anh nói là đã nhìn thấy hắn, vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Tên xã hội đen chỉ ra bên ngoài, hắn đã rời đi rồi. Cái gì? Các người không ngăn cản hắn ư? Mai kinh ngạc nhìn nhóm côn đồ này. Cậu Thành đã chết rồi, bọn tao còn dám ngăn cản hắn sao? Ngay cả mày cũng không phải là đối thủ của Diệp Vô Phong, mày cho rằng bọn tao có thể ngăn cản hắn sao? Bọn mày chỉ cần chặn hắn lại, bọn tao sẽ lao tới ngay khi nghe thấy tiếng súng mà." Mai rất tức giận, thật bất lực với đám đồng đội ngu ngốc này. Nếu những tên xã hội đen này có thể ngăn cản Diệp Vô Phong, thì chúng nhất định có thể bao vây giết chết Diệp Vô Phong. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, Mai thở dài nói, không còn cách nào nữa, đã như vậy rồi thì phải có người đứng ra chịu trách nhiệm cho chuyện này, mấy người đang canh giữ ở cổng Tây nên đến nhà họ Nguyên xin lỗi đi." Những lời nói của Mai khiến những tên côn đồ này rất khó chịu, tại sao chứ? Chú em chê n, vn. Đùa à, bọn tao đi thỉnh tội sao? Là do nhiều người như thế cũng không giết được Diệp vô phong, nên cậu Thành mới bị giết. Lúc đầu không phải mày nói rất hay lắm sao? Nói cái gì là chỉ là một tên nhóc, giết Diệp vô phong thì chỉ cần một phút thôi. Tên xã hội đen chế nhạo Mai, nhưng Mai chỉ lạnh lùng nhìn rồi giơ súng bắn vào đầu tên đó. Sau khi những tên xã hội đen khác nhìn thấy cảnh này, họ bất mãn chỉ vào mic mày muốn thế nào? Mày muốn chết à? Mai vẫy tay, tất cả lính đánh thuê đều chĩa súng về phía bọn côn đồ này. Mai bày ra vẻ mặt không hài lòng nói, bọn mày phải biết vị trí của mình. Đừng tưởng rằng tao thật sự không dám giết bọn mày. Nhìn thấy nhiều súng chĩa vào mình, bọn côn đồ này lần lượt lùi lại vài bước. Mai nhìn thấy những người này nhát gan nên nói, đến nhà họ nguyên tạ lỗi đi, chuyện này cần bọn mày đứng ra nhận tội vậy còn mày tại sao mày không đi mai lạnh lùng nói tao phải tiếp tục đuổi theo diệp vô phong hắn tưởng đã thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta từ khi chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này hắn chỉ có thể chết dưới tay chúng ta nói xong mai tiếp tục cùng người của mình xông ra ngoài về phần thi thể của nguyên đông thành đương nhiên là giao cho những người gác cổng này diệp vô phong đưa phong lệ na vào ghế phụ rồi nhấn ga lao ra ngoài anh vẫn luôn để xe bên ngoài để phòng tình huống cần xe như thế này. Chiếc xe cứ thế lao vút đi, tốc độ đã lên tới 300 km/h, anh biết bệnh viện gần nhất cách đó khoảng 40 km, tốc độ của anh đủ để đến bệnh viện đó trong 8 phút. Trong phòng giám sát tốc độ cao, vài cảnh sát giao thông tròn xoe mắt nhìn một chiếc ô tô vừa bay qua tầm giám sát của họ. Tốc độ này, kiểm tra xem ai sở hữu chiếc xe này, ai đang lái chiếc xe này. Tốc độ đã đạt 350 km/h. Anh ta đang lái máy bay hà. Tất cả cảnh sát giao thông đang nhanh chóng xác định thông tin của chiếc xe. Ngay sau đó trên màn hình máy tính xuất hiện tên của đường chạm. Nhưng ngay sau đó họ phóng màn hình lên và nhìn thấy phong lệ na toàn thân đầy máu. Gọi cảnh sát, đây không chỉ là một vụ vi phạm giao thông. Đây là một vụ án hình sự. Tất cả các cảnh sát giao thông nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh của đội trưởng. Thấy anh ta đi đâu không? Đội trưởng, đó là bệnh viện Thành An vậy thì báo vị trí cho đội hình sự. Lâm Chí và A Mịch đang làm nhiệm vụ nghe thấy báo động của cảnh sát giao thông, không ngờ có kẻ điên cuồng như vậy lại dám chở xác trên đường cao tốc. Anh ta muốn tiêu hủy xác chết ở đâu đó à? A Mịch cau mày. Cô ấy vẫn đang đợi cảnh sát giao thông truyền hình ảnh trên camera giám sát vào điện thoại di động của mình, trong khi Lâm Chí đang lái xe chở A Mịch đến bệnh viện Thánh An. Ai biết được người đó tưởng rằng không ai biết hắn đã làm gì. Đã giết người rồi còn chạy nhanh như thế làm gì chứ?" Lâm Chí thản nhiên nói. A Mịch cũng gật đầu, dù sao thì, chúng ta hãy đến bệnh viện Thánh An để xem người đó đang muốn làm cái quái gì. Nhưng ngay sau đó bức ảnh được đăng tải vào điện thoại di động của A Mịch khiến cả A Mịch và Lâm Chí đều choáng váng. Diệp Vô Phong, A Mịch không ngờ rằng người đang chạy đua để tiêu hủy sát chết giữa đêm thực sự là Diệp Vô Phong, cô ấy tin rằng Diệp Vô Phong sẽ không làm chuyện như vậy. Vì vậy cô ấy nhanh chóng bấm số điện thoại của Diệp Vô Phong, Lâm Chí nói, hiện tại anh ấy đang lái xe, nên nhất định không có thời gian trả lời cuộc gọi của cô, hơn nữa cô xem xác chết kia, có giống Phong Lệ Na không? Chuyện của Phong Lệ Na và Nguyên Đông Thành cũng đã nổi tiếng khắp Liêu Tây, nên việc họ biết Phong Lệ Na cũng là điều dễ hiểu. Lâm Chí đã từng xem ảnh của Phong Lệ Na nên rất dễ nhận ra. Lâm Chí suy nghĩ một chút rồi nói, có thể là Phong Lệ Na đã xảy ra chuyện Diệp Vô Phong vội vàng đến cứu Phong Lệ Na, hiện tại đang đưa đến bệnh viện cấp cứu. A à, Mịch cũng đồng tình với ý kiến của Lâm Chí, cô ấy nói, nhưng sự việc này chắc sẽ không đơn giản như vậy, Phong Lệ Na đang ở giữa tâm báo của dư luật, và Diệp Vô Phong chính là người đã giải cứu Phong Lệ Na trong khách sạn Cana, nếu hai người họ ở cùng một chỗ, có lẽ là có liên quan đến nhà họ Nguyên. Lâm Chí giơ ngón tay cái lên, vậy chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, một là quay đầu quay về, mặc kệ chuyện này, dù sao cũng là chuyện của nhà họ nguyên cục cảnh sát chúng ta sẽ không quan tâm bảo bộ phận khác đến xử lý a à, mịch lắc đầu không chuyện này phải làm rõ ràng đây là nhiệm vụ của chúng ta lâm trí cười khổ vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương án thứ hai liên lạc với diệp vô phong và làm rõ sự việc nếu thật sự là chuyện nhà họ nguyên đã làm vậy hãy đến nhà họ nguyên bắt người lâm trí biết làm sao có khả năng tới nhà họ nguyên ra bắt người được chứ đoán là sẽ bị chặn ở cửa thôi. Cho nên anh ta vẫn có khuynh hướng mặc kệ chuyện này, dù sao anh ta biết dù có quản thì kết quả cuối cùng cũng là phí công vô ích. Nhưng dường như A Mịch vẫn muốn xen vào chuyện này, Lâm Chí chỉ có thể lấy điện thoại di động ra và báo cáo chuyện đã xảy ra ở đây với Đỗ Nguyên Tân, bởi vì anh ta biết tình hình hiện tại không phải chuyện anh ta có thể xử lý. A Mịch đương nhiên bắt được động tác nhỏ của Lâm Chí, nhưng không thành vấn đề, dù sao Đỗ Nguyên Tân nhất định sẽ biết bọn họ đã gọi cảnh sát rồi. chương 588, đuổi giết như âm hồn bất tán. Bên trong bệnh viện Thánh An, Diệp vô phong lái xe tới cửa với tốc độ cực nhanh, lập tức khiến nhiều người hoảng sợ né sang một bên. Trông họ vô cùng sợ hãi và không biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe. Nhưng khi thấy Diệp vô phong đưa phong lệ na đang bê bết máu ra khỏi xe, tất cả đều ngạc nhiên. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tai nạn xe hơi à? tại sao lại trông nghiêm trọng như vậy? Sau khi Diệp vô phong vào bệnh viện, các bác sĩ và y tá chạy đến ngay lập tức, đưa phong lệ na vào trong, nhanh chóng đưa phong lệ na vào phòng cấp cứu. Khi đèn đỏ trong phòng cấp cứu bật lên, anh tìm một cái ghế đổ ngồi xuống rồi lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Bạch Nhạn phi báo rằng anh đã an toàn, nhưng đã có hai người xuất hiện ở phòng anh trước mặt anh, anh chỉ có thể cất điện thoại đi. Máu trên người anh lúc này đã lấm tấm khi ôm phong lệ na vào lúc nãy. Diệp Vô Phong, anh có thể giải thích chuyện này không? Chúng tôi nhận được tin từ cảnh sát giao thông rằng xe của anh đang chạy quá tốc độ, lái xe nguy hiểm và có một người đẫm máu trong xe nữa." A à, Mịch tò mò nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lắc đầu, chờ Phong Lệ Na qua khỏi nguy hiểm rồi nói sau. "Hiện tại cô bảo tôi nói thì thật sự tôi không nói được. Nhưng anh phải hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi, và anh cũng biết rằng chúng tôi chỉ xuất hiện sau khi nhận được báo động." và sự việc của anh sẽ được ghi vào hồ sơ a à, mịch cau mày diệp vô phong nhìn a à, mịch tôi chỉ có thể nói với cô chuyện này có liên quan đến nhà họ nguyên liên quan rất nhiều a à, mịch bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế chuyện này tôi đã đoán được rồi nhưng phong lệ na bị đụng xe là do nguyên ra sắp đặt sao diệp vô phong lắc đầu không có chuyện quái gì đang xảy ra vậy a à, mịch tiếp tục hỏi vẻ mặt của diệp vô phong lúc này thay đổi anh kéo A Mịch và Lâm Chí vào sau một chiếc xe đẩy, sau khi lật xe, anh đè cả Lâm Chí và A Mịch xuống đất. Diệp Vô Phong, anh đang muốn tấn công cảnh sát sao? Lâm Chí rất sửng sốt. Diệp Vô Phong nói, đừng nói nhảm, các người không biết những tên lính đánh thuê đã đuổi tới đây rồi sao? A Mịch lo lắng nhìn Diệp Vô Phong, không biết Diệp Vô Phong đang nói tên lính đánh thuê nào. Nhưng ngay sau đó, những viên đạn bay xuyên qua phía trên họ một số viên còn rơi xuống chiếc xe đẩy đã bị lật, một vài vết nhỏ được tạo ra trên tấm thép của xe. Tấm thép của xe không dày, vì vậy đạn có thể làm móp tấm thép. Nó cũng không thể dùng để chặn trong thời gian dài. A Mịch và Lâm Chí lúc này mới ôm đầu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại xảy ra kiểu xả súng trong bệnh viện chứ? Diệp Vô Phong lúc này mới lộ ra vẻ mặt ảm đạm, không ngờ bọn họ đúng là âm hồn không tan. Tôi đã ra khỏi nhà máy rồi bọn họ vẫn có thể đuổi theo, đúng là không cho tôi thở một hơi mà. A Mịch rất sừng sốt, nhanh chóng nói, xin viện trợ, để cục trưởng phái người qua, chúng ta đã bị bọn cướp tấn công tới đây rồi. Diệp Vô Phong rút súng lục của hai người ra và bắn về phía trước, anh biết rằng súng lục phía trước của A Mịch là một viên đạn giấy và không gây ra bất kỳ sát thương nào. Tổng cộng 18 viên đạn, chắc là đủ. Diệp Vô Phong nói với hai người họ, hai người đừng di chuyển. Mặc dù họ vẫn sẽ bắn qua bên này, nhưng chiếc xe đẩy có thể tạm thời chống lại đòn tấn công của họ. Tôi sẽ mau chóng giải quyết bọn họ. Á à, mịch kinh ngạc nhìn Diệp vô phong, anh điên rồi sao? Có biết anh đang nói cái gì không? Những người này đều có súng tiểu liên đấy, anh cầm hai khẩu súng thì làm được gì chứ? Tự đi tìm đường chết à? Lâm Chí cũng can ngăn, Diệp vô phong, tôi nghĩ tốt hơn hết là anh không nên cố chấp. Chúng tôi đã thông báo tình hình của bệnh viện cho cục trưởng, Bên đó sẽ mau chóng cử người đến hỗ trợ. Diệp Vô Phong lộ ra một nụ cười, lập tức nện vào cửa sổ bên cạnh. Âm, um, Diệp Vô Phong đáp xuống bãi cỏ bên ngoài bệnh viện, sau đó lao về phía trước rất nhanh. Nếu đợi đám người đỗ nguyên tân thì chắc là bọn lính đánh thuê đã làm đảo lộn bệnh viện từ sớm rồi. Việc sơ cứu của Phong Lệ Na không được dừng lại, anh cần phải giết những tên lính đánh thuê này trước khi chúng can thiệp vào việc sơ cứu. Sau khi đến trước cửa bệnh viện, anh đã núp ở góc tường, bắn vào nhóm lính đánh thuê ở hành lang phòng cấp cứu. Tổng cộng là 12 tên. So với trong nhà máy, số lượng như vậy ít hơn rất nhiều, xem ra chỉ có một số ít muốn giết anh, những lính đánh thuê khác đều đã rút lui ra nước ngoài. Dù sao thì nhiệm vụ của họ đã thất bại và danh tính của họ đã bị lộ, nếu tiếp tục ở lại trong nước, họ chắc chắn sẽ bị phát hiện. Diệp Vô Phong giơ súng lên, nhưng lúc này, trên hai bên khán đài đều có lính đánh thuê súng tiểu liên trong tay họ lập tức bắn về phía diệp vô phong diệp vô phong cao mày chạy qua vách tường bên cạnh bùm 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 đạn không ngừng tuôn ra chỉ thấy trên tường thành xuất hiện rất nhiều lỗ đạn diệp vô phong núp sau bức tường với vẻ mặt diếu cợt tôi biết nếu đã chạy được đến đây thì làm sao có thể dễ dàng bị mình xử lý chứ nhưng dù vậy anh vẫn rất tự tin khẩu súng lục trong tay không ngừng xoay chuyển anh đột nhiên nhảy ra khẩu súng lục trong tay được cầm chắc lúc anh lao ra những tên lính đánh thuê đó đối mặt với cổng và nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của anh nên lập tức nổ súng với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không theo kịp động tác của diệp vô phong sau khi nhìn thấy những người lính đánh thuê trên khán đài diệp vô phong đã nổ súng ngay cả khi đối phương có mặc áo giáp họ cũng không thể ngăn được những viên đạn do diệp vô phong bắn ra bởi vì diệp vô phong không nhắm vào trái tim của bọn họ mà là cái đầu và cái cổ của bọn họ khi viên đạn xuyên qua cổ hoặc đầu của họ, họ chỉ có thể té ngã xuống đất thôi. Diệp vô phong chỉ nhún vai, xem ra có thể trực tiếp đưa vào nhà xác, thật sự rất tiện lợi. Khi Mai nhìn thấy hai đồng bọn của mình bị Diệp vô phong giết trong một hiệp đấu, anh ta đã rất buồn bực, ra hiệu cho những người lính đánh thuê bên cạnh mình. Bản thân anh ta cũng rất thận trọng. Vì không có cách nào tập kích Diệp vô phong, đương nhiên phải dùng phương pháp khác, đột kích là một phương pháp rất tốt dù sao thì bọn họ cũng có lợi thế hơn về quân số. Lợi thế này rất là khả quan. Mai U ám nói, tao không tin mày có thể giết hết bọn tao. Anh ta mang theo bốn người bạn đồng hành tới cổng, vẫn rất thận trọng, nhưng khi họ tự tin nhìn thì phát hiện xung quanh cổng không có Diệp Vô Phong, không biết Diệp Vô Phong đã đi đâu. chương 589, chiến đấu suốt quỷ nhập thần. Đúng lúc này, lính đánh thuê phụ trách bao vây và chấn áp hành lang đột nhiên nghe thấy một tiếng hét, sắc mặt mai thay đổi, lại là chiêu điệu hổ ly sơn. Anh ta đã bị Diệp vô phong chơi đùa hai lần với chiêu thức này, và lần nào anh ta cũng thấy điều đó thật khó tin. Diệp vô phong rốt cuộc đi vào bên trong từ nơi nào chứ? Anh ta vội vàng quay trở lại đại sảnh, nhưng lúc này anh ta vẫn không hề phát hiện bóng dáng của Diệp vô phong, cũng không biết đối phương đang ở đâu. Khả năng xuất quỷ nhập thần này khiến anh ta rất hoảng loạn, thậm chí anh ta còn nghi ngờ rằng đối phương không phải là một con người, mà là một ác quỷ. Mai hét lên, hình thành một vòng tròn, to không tin một mình hắn có thể giết sạch chúng ta. Tất cả lính đánh thuê đều ở lưng giữa lưng, họ nhìn xung quanh với sự cảnh giác cao độ, cảnh giác với cuộc tấn công bất ngờ của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lúc này đang trốn trong một căn phòng, lúc này có rất nhiều bệnh nhân và bác sĩ trốn trong căn phòng này. Khi Diệp Vô Phong đi vào, tất cả bệnh nhân và bác sĩ đều trợn tròn mắt với vẻ mặt kinh hãi bởi vì bọn họ đã nhìn thấy khẩu súng trên tay diệp vô phong đó là một khẩu súng thực sự diệp vô phong nhìn thấy những người này đều vô cùng căng thẳng vì vậy anh mỉm cười nói mọi người đừng hoảng sợ tôi là cảnh sát tôi tới đây để cứu các người nhưng hiện tại các người không thể đi ra ngoài bởi vì vẫn còn mấy tên xã hội đen bên ngoài chờ tôi xử lý xong bọn chúng sau đó sẽ thông báo cho mọi người diệp vô phong nói xong thì ngồi chờ đợi vẫn còn tám và hiện tại chắc là đang nghĩ cách phòng ngự sau lưng mình, tuyệt đối không để mình nắm được cơ hội. Diệp Vô Phong hoàn toàn hiểu rằng những lính đánh thuê giàu kinh nghiệm đó rất mạnh mẽ và họ phối hợp chiến đấu tốt hơn những sát thủ thông thường. Xét cho cùng, lính đánh thuê khác với sát thủ. Sát thủ hành động một mình và mục đích thường là một người. Tuy nhiên, lính đánh thuê lại khác, lính đánh thuê nói chung muốn hoạt động tích cực trên chiến trường thì phải học cách làm việc theo nhóm trước đây diệp vô phong từng tiếp xúc với một số nhóm lính đánh thuê hùng mạnh anh biết thực lực riêng của lính đánh thuê có thể không mạnh nhưng một khi hợp tác với nhau sức mạnh của họ nhất định sẽ tăng lên theo cấp số nhân với vẻ mặt u ám mai chỉ vào một vị trí và tiến về phía trước lúc này họ đã thả lỏng hai người đang nấp sau xe đẩy trên hành lang mục tiêu của họ là giết diệp vô phong nhưng a mịch và lâm trí không phải là mục tiêu của họ diệp vô phong biết lúc này đối phương đang tới gần mình anh quay đầu nhìn các bác sĩ và bệnh nhân đang run rẩy, liền biết mình không thể ở trong phòng này được nữa. Anh mở cửa, sau đó lăn ra ngoài. Hai ba tên lính đánh thuê lập tức bắn vào người Diệp Vô Phong ngay khi anh vừa xuất hiện, nhưng đạn của Diệp Vô Phong đã rơi vào người họ trước. Diệp Vô Phong nghiến răng, liên tục lui về phía sau. Hai tên lính đánh thuê ra tay với Diệp Vô Phong đã từ từ ngã xuống, tên lính đánh thuê còn lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi có phải đã bắn diệp vô phong không mai nhanh chóng hỏi nhưng tên lính đánh thuê khác đều không xác định rõ vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy diệp vô phong bị trúng đạn nhưng tại sao diệp vô phong lại lui vào phòng trong như không có gì xảy ra chứ nếu trúng đạn thì tuyệt đối không thể di chuyển dễ dàng như vậy mai vội vàng nói xác định xem hắn có trúng đạn không bất kể uy lực đến đâu hắn cũng chỉ là một con người nếu bị trúng đạn thì sẽ chết nếu hắn bị thương thì chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng rồi. Những người lính đánh thuê khác vội vã tiến lên, họ thu hẹp vòng tròn từ phía sau và cảnh giác đi tới căn phòng nơi Diệp Vô Phong bước vào. Mai nheo mắt sau khi nhìn thấy vết máu trên mặt đất lúc này. Có lẽ đã trúng đạn, máu trên mặt đất là bằng chứng tốt nhất, tuyệt đối không để hắn có cơ hội thở, giết chết hắn cho tao. Mai nói một cách chắc nịch. Chỉ là khi đến phòng mà Diệp Vô Phong trốn, bọn họ phát hiện không có Diệp Vô Phong ở nơi này cũng không biết Diệp Vô Phong đã đi đâu. Tìm, Mai quay đầu nhìn căn phòng đối diện với căn phòng này, nhanh chóng trốn sang một bên, cửa mở ra, bóng dáng của Diệp Vô Phong xuất hiện, lúc này đám lính đánh thuê này vẫn đang nhìn vào căn phòng thuốc mà Diệp Vô Phong đi vào lúc nãy. Bùm bùm bùm, đạn liên tục được bắn ra, đám lính đánh thuê này không có cách nào ngăn được viên đạn của Diệp Vô Phong. Họ lần lượt ngã xuống đất, chỉ có hai lính đánh thuê chạy thoát được, còn có Mai vì gã có cảm giác nguy hiểm từ trước. Mai lúc này mới bị sốc phương thức này. Anh ta hơi hồi tưởng lại, hình như anh ta đã gặp được phương thức chiến đấu này ở đâu đó. Chỉ là lúc đấu với Diệp Vô Phong không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ khi tình hình đã rất nguy cấp rồi, thế mà não của Mai đang hoạt động rất mạnh. Anh ta kinh ngạc nhìn về vị trí của Diệp Vô Phong, chỉ vào Diệp Vô Phong run rẩy nói, mày là tư lệnh long mộng. Diệp Vô Phong cười cười, tuy rằng mày nói sai, nhưng tao vẫn muốn biết, sao mày nhìn ra được thế? Mai nuốt nước miếng, biết Diệp Vô Phong là chỉ huy của Long Môn, anh ta không dám tiếp tục khiêu chiến với Diệp Vô Phong, bởi vì anh ta biết rằng có rất nhiều lính đánh thuê muốn tấn công Diệp Vô Phong, nhưng kết quả cuối cùng đều bị chôn vùi thân xác ở Long Môn. Không có ngoại lệ, ngay cả Stinger rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê và được xếp vào top 10 về sức mạnh, nhưng cũng đã chết ở Long Môn sau trận chiến. Họ không biết trận chiến ban đầu là như thế nào. Nhưng kết quả là Diệp Vô Phong xuất hiện trước mặt mọi người, còn toàn bộ nhóm lính đánh thuê của Stinger đã biến mất không còn tâm tích. Nếu không phải Diệp Vô Phong giết thì bọn họ đi đâu chứ? Vì vậy, Diệp Vô Phong đương nhiên rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê của bọn họ, bọn họ cũng biết thực lực của Diệp Vô Phong nhất định không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Phương pháp chiến đấu suốt quỷ nhập thần này là một trong những phương pháp chiến đấu của Diệp Vô Phong, được tổng kết bởi những người đã từng chống lại Diệp Vô Phong cũng có rất nhiều người bắt trước phương pháp này, nhưng không nhiều người có thể bắt trước được, bởi vì phương pháp chiến đấu suốt quỷ nhập thần và dường như đoán được tâm tư của tất cả bọn họ chắc chắn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa cách đánh của Diệp vô phong luôn mang theo tinh thần mạo hiểm, lối đánh giống như đánh cực khiến kẻ địch không đoán được vị trí của mình, nếu sai thì bản thân Diệp vô phong cũng gặp nguy hiểm, nhưng Diệp vô phong vẫn dám đánh cược. Phương pháp này được người ngoài ca tụng và được gọi là nhất tuyến thâm uyên chương 590, muốn đấu một trọi một. Mai lúc này trông rất kinh hãi, nhưng nhanh chóng nói, sở dĩ tôi biết đó là anh, vì tôi đã xem loại thông tin tóm tắt lối đánh của anh. Không có nhiều người có thể xuất quỷ nhập thần trong trận chiến, thêm vào đó tôi đã nghe được một số tin đồn, nói rằng anh đã rút khỏi Long Môn và đến Hoa Hạ. Diệp vô phong gật đầu, có vẻ như tung tích của tôi cuối cùng cũng bị bại lộ, nhưng tôi không muốn có ai biết chuyện tôi đã ở Hoa Hạ, hơn nữa tôi thấy dáng vẻ của anh không giống như sợ chết, tự kết thúc cuộc đời của mình đi. Lúc này, Mai vứt súng tiểu liên, rồi rút một cây dao găm, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu đã có thể nhìn thấy tư lệnh Diệp, tôi đến hoa hạ cũng không uổng công hơn nữa chết trong tay anh cũng không hề hối tiếc. Mai nhìn Diệp vô phong, cởi bỏ áo giáp của mình đi. Tư lệnh Diệp, một trọi một với tôi đi. Mai nhìn Diệp vô phong rất hào hứng. Dao găm liên tục xoay trong tay anh ta, anh ta có vẻ là một cao thủ chơi dao, mà hiện tại rất hy vọng có thể đấu với diệp vô phong cũng rất tốt nếu có thể kết thúc cuộc đời mình theo cách đàn ông nhất này anh ta thấy diệp vô phong chỉ thờ ơ đứng đó cười nói xem ra cao thủ luôn muốn những người như chúng tôi ra tay trước anh ta không quan tâm chút nào dù biết rằng vẻ mặt rất lãnh đạm của diệp vô phong mang theo vẻ kiêu ngạo khí chất của một cao thủ cô độc và bất khả chiến bại đã hạ thấp anh ta mấy bậc rồi nhưng anh ta không quan tâm bởi vì anh ta chỉ muốn đấu với Diệp Vô Phong một cách công bằng mà thôi. Tôi đến đây, Mai tung chân với tốc độ cực nhanh, khi lao về phía Diệp Vô Phong, chiếc dao găm trên tay đang đối diện với tim của Diệp Vô Phong, trên đó có một tia sáng lạnh lóe lên. Hầu như chỉ trong vài nhịp thở, Mai đã tới nơi cách Diệp Vô xong chưa đầy 2 mét, bọn họ chỉ cần tiến thêm hai bước nữa, hai người sẽ có thể đánh nhau. Ánh mắt của Mai càng thêm hưng phấn. Bùm! khẩu súng trong tay Diệp vô phong bắn vào tim anh ta, khiến anh ta trợn trừng mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp, anh ta ôm tim lại, dao găm trong tay cũng không thể tiến thêm nữa. Sinh mệnh của anh ta đang dần trôi đi, nhưng trong mắt anh ta hiện lên sự hoang mang và còn một tia tiếc nuối. Diệp vô phong vỗ vỗ vai mai vai, tôi thật không biết anh nghĩ như thế nào, tại sao lại vứt áo chống đạn đi chứ? Mai cuối cùng chỉ có thể ngã xuống đất, anh ta không hiểu tại sao Diệp vô phong lại không biết xấu hổ như vậy tại sao lại không có một chút phong phạm của cao thủ cơ chứ sau khi diệp vô phong giết mai xong quay đầu nhìn hai tên lính đánh thuê cuối cùng ẩn nấp trong phòng thuốc chậm rãi tới gần cửa lúc này nhất định không được vội vàng dù sao anh cũng biết hai bên trong mới là vội vàng sốt ruột nhất nhưng ngay sau đó anh nghe thấy tiếng động liền xông vào phòng thuốc quả nhiên nhìn thấy hai tên lính đánh thuê nhảy ra khỏi cửa sổ diệp vô phong lao đến cạnh cửa sổ nhanh chóng né người sang một bên viên đạn làm nổ tung cửa sổ viên đạn bay khắp nơi lúc này hai tên lính đánh thuê đang định rời khỏi đây diệp vô phong chế nhạo vừa rồi đuổi tao không phải kiêu ngạo lắm sao bây giờ lại muốn rời đi à tao đồng ý cho bọn mày đi chưa anh lao ra ngoài cửa sổ lấy hai con dao mổ trên tay trực tiếp ném về phía hai tên lính đánh thuê đang chạy trốn khẩu súng lục của anh đã hết đạn và anh chỉ có thể sử dụng con dao mổ để làm vũ khí con dao mổ được ném ra, sức mạnh của nó không thua gì một viên đạn, ngay lập tức xuyên qua đầu một trong những tên lính đánh thuê. Tên lính đánh thuê còn lại đã rất may mắn khi tiến vào được một góc rẽ. Diệp Vô Phong đuổi về phía trước, nhanh chóng đến góc tường, lúc này anh cũng không căng thẳng, dù sao đối phương cũng chỉ có một người, hoàn toàn không có lực uy hiếp gì. Sau khi lên tầng 2, anh đuổi theo từ hành lang tầng 2. Đến một góc anh mở cửa sổ ra thì thấy tên lính đánh thuê đang nấp ở đó, tay cầm súng tiểu liên thở hồn hền. Diệp vô phong ở một bên rất dễ dàng vỗ vỗ vai tên lính đánh thuê, khi tên lính đánh thuê quay đầu lại, nắm đấm của anh đã đáp xuống sống mũi tên lính đánh thuê. Diệp vô phong mỉm cười, lính đánh thuê bọn mày thật sự rất khó đối phó, mặc dù chỉ có mười mấy tên nhưng cũng có thể thành lập một tổ hợp. Lần đầu tiên đối đầu với lính đánh thuê, tao đã biết điều này, sau nhiều lần đánh nhau thì tao cũng cảm thấy sự phối hợp của bọn mày thật là phiền phức tên lính đánh thuê cảm thấy thế giới quay cuồng cú đấm vừa rồi đã hạ gục anh ta anh ta còn không biết diệp vô phong từ đâu đến bên cạnh mình anh ta hoàn toàn không nhận ra điều gì cả nếu không phải muốn một nhân chúng mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao diệp vô phong khinh thường nói khi thấy tên lính đánh thuê đang chĩa súng tiểu liên vào mình lúc này trên người anh quả thực có mấy viên đạn nhưng đạn chỉ bắn xuyên qua da thịt, không có cách nào thực sự bắn vào trong cơ thể. Đây đều chỉ là bị thương nhẹ, Diệp Vô Phong bình tĩnh nhìn tên lính đánh thuê, tên lính đánh thuê kia sợ quá không dám nổ súng. Cuối cùng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Vô Phong, anh ta ném vũ khí sang một bên. Anh ta biết rằng lần này đội lính đánh thuê của anh ta đã thua dưới tay Diệp Vô Phong. Còi báo động vang lên, Đỗ Nguyên Tân lúc này mới mang theo một nhóm lớn cảnh sát đến bệnh viện ngay sau đó đã bao vây bệnh viện. Các nhân viên cảnh sát liên tục phân tích tình hình cho Đỗ Nguyên Tân, Đỗ Nguyên Tân cũng đã hiểu tổng quát tình hình trong bệnh viện, phần lớn bác sĩ và bệnh nhân đều chưa đi ra, hơn nữa xã hội đen không chỉ là một tên, mà là một đội. Đỗ Nguyên Tân gật đầu với cấp dưới, cầm trong tay loa phóng thanh, hét vào bên trong một tiếng, côn đổ bên trong nghe đây, các người đã bị vây rồi. Được rồi, không cần phải hét, giọng nói của Diệp vô phong truyền đến, anh chậm rãi đi ra khỏi bệnh viện. Tất cả cảnh sát đều rất căng thẳng, nhưng chú Bách Hoa lại cau mày, tại sao Diệp Vô Phong lại xuất hiện ở đây? Lần này báo động là do A Mịch báo, nhưng không thấy A Mịch, mà lại là Diệp Vô Phong. Anh ta biết rằng những vụ án liên quan đến Diệp Vô Phong nói chung rất phức tạp. Đỗ Nguyên Tân cười cười, bước nhanh tới, nhìn thấy Diệp Vô Phong bị thương liền vội vàng hỏi, đồng chí Diệp, đồng chí bị thương sao? hiện tại tôi sẽ cho nhân viên y tế chữa trị. Diệp vô phong phất phất tay, quên đi, vào trong đưa bọn côn đồ ra ngoài. Chỉ có chỉ có một người sống, những người khác bị tôi giết hết rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 591, phản ứng của Nguyên Húc Các nhân viên cảnh sát vây quanh lối vào bệnh viện đều kinh ngạc nhìn Diệp vô phong, đây là một trò đùa sao phải biết rằng thông tin họ nhận được là các băng nhóm xã hội đen bên trong được trang bị vũ khí nhiệt cực mạnh, hoàn toàn là trang bị của lực lượng vũ trang. A cũng nói trên điện thoại rằng kẻ địch là lính đánh thuê và rất mạnh, nhưng Diệp Vô Phong nói rằng anh giết hết mấy tên xã hội đen một mình ư? Điều này có quá phóng đại không? Đỗ Nguyên Tân cũng có chút không rõ, anh ta biết Diệp Vô Phong rất mạnh, nhưng bên kia là một đội vũ trang, một đội vũ trang như vậy rất có kinh nghiệm đánh giết người một đội như thế mà bị Diệp vô phong một mình giải quyết ư. Các nhân viên cảnh sát xung quanh đã rất sốc và bắt đầu bàn tán. Đỗ Nguyên Tân nhìn thấy vẻ mặt khẳng định của Diệp vô phong, ngay lập tức phó cục trưởng nói, có nghe thấy không, nếu đã như vậy thì hãy đi xử lý tử thi thể đàng hoàng đi, còn tên còn sống kia thì bắt lại cho tôi, nhất định phải hỏi ra kẻ chủ mưu. Tất cả các nhân viên cảnh sát chạy đến bệnh viện, bệnh nhân và bác sĩ trong bệnh viện được cứu đều lộ ra vẻ vui mừng sau khi các nhân viên cảnh sát xung quanh đều đã rời đi đỗ nguyên tân đến bên cạnh diệp vô phong nói nhỏ đây là chuyện nhà họ nguyên làm ra à diệp vô phong gật đầu đúng vậy nhưng tôi đoán không được hỏi cái gì đâu nhưng nguyên đông thành lần này đã bị tôi giết chết rồi đỗ nguyên tân trợn to hai mắt anh giết diệp vô phong mỉm cười ừ tôi cũng không muốn nhưng chính anh ta tự tìm cái chết cũng không thể trách tôi được phong lệ na vẫn đang ở bệnh viện cấp cứu nếu Phong Lệ Na có thể qua khỏi cơn nguy kịch, chuyện này sẽ kết thúc, nhưng nếu Phong Lệ Na xảy ra chuyện không may, nhà họ Nguyên bọn họ đều phải chôn cùng, một người cũng không thể thiếu. Đỗ Nguyên Tân cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ đến nghẹt thở của Diệp Vô Phong, anh ta có thể chắc chắn rằng Diệp Vô Phong thực sự có thể nói được làm được. Anh ta thở dài, "Tôi biết tôi không thể gợi ý bất cứ điều gì cho anh, nhưng bây giờ tốt hơn hết nên vào bệnh viện để xem Phong Lệ Na thế nào đi." Diệp Vô Phong gật đầu, trực tiếp đi đến hành lang phòng cấp cứu, lúc này hành lang đầy lỗ đạn, cảnh sát đang không ngừng thu thập chứng cứ tại chỗ này. Không bao lâu sau khi đi đến hành lang, bác sĩ đi ra, nói với Diệp vô phong, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Cũng may là anh cấp cứu kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Diệp vô phong thở phào nhẹ nhóm, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bạch Nhạn Phi, ít nhất hiện tại anh có thể cho Bạch Nhạn Phi một lời giải thích. Anh vào bệnh viện, tìm một phòng y tế, lấy đạn ra khỏi người và băng bó vết thương một cách đơn giản. Sau khi kiểm tra thời gian, anh chắc chắn rằng A Mịch và Lâm Chí đều không bị thương, liền vội vàng đến khu quân sự và ngay sau đó, đưa Liễu Như từ khu quân sự về tòa án. Hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa, anh đã xử lý chuyện phong lệ na cả đêm, thức trắng đêm không ngủ. Bên trong nhà họ Nguyên, Nguyên Húc nhìn thi thể con trai mình, hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn mười mấy tên côn đồ đang quỷ gối phía dưới. Khoảng hơn chục tên côn đồ đến nhà họ Nguyên để xin lỗi theo lời của Mai. Lúc này mười mấy tên côn đồ đều rất hoảng sợ, đặc biệt là người trong nhà đều không nói gì, người nhà họ Nguyên cũng không nói, bọn họ không dám thở mạnh, bởi vì bọn họ biết người nhà họ Nguyên muốn giết họ là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần bọn họ chọc giận người nhà họ Nguyên là sẽ xong đời. Nguyên Húc nhìn Nguyên Đông thành hồi lâu, sau đó phủ lên tấm vải trắng, thờ ơ hỏi những tên côn đồ này Bọn mày nói là Diệp Vô Phong giết con tao. Tên côn đồ gật gật đầu, "Chủ tịch Nguyên, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, nhưng bởi vì cậu Thành không cho chúng tôi ở lại nhà máy mà để chúng tôi canh cổng, cho nên chúng tôi thật sự không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ biết rằng có những tiếng súng rất dữ dội phát ra từ nhà máy, cuối cùng những tên lính đánh thuê đã đuổi ra ngoài và hỏi chúng tôi Diệp Vô Phong đâu." Đương nhiên, bọn họ không thể nào kể chuyện chính bọn họ đã để cho Diệp Vô Phong đi gã đang cố hết sức ném cái nổi cho đám lính đánh thuê kia, dù sao đám lính đánh thuê đó cũng đã rời khỏi Liêu Tây rồi. Cho dù không rời khỏi cũng sẽ đi tìm Diệp Vô Phong trả thù, nếu thuận lợi giết chết Diệp Vô Phong thì đương nhiên là mọi người đều vui rồi. Đến lúc đó, Nguyên Húc có biết bọn họ thả Diệp Vô Phong ra hay không cũng không thành vấn đề, cuối cùng là đã giết chết Diệp Vô Phong thôi. Và nếu những người lính đánh thuê đó chết dưới tay Diệp Vô Phong, sẽ không ai biết họ đã làm gì. Nguyên Húc gật đầu, vẻ mặt u ám, trong mắt như là đang tích tụ lửa giận, nhưng vẫn không phát giận, không biết ngồi ở trên ghế salon đang suy nghĩ cái gì. Lục Phong siêu đứng ở bên cạnh Nguyên Húc, đương nhiên anh Tê biết Nguyên Húc hiện tại đau lòng như thế nào, dù sao Nguyên Húc cũng chỉ có một đứa con trai. Sau khi hít sâu một hơi, Nguyên Húc nhìn mười mấy tên xã hội đen bên dưới, tao sẽ giao cho bọn mày một nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ hoàn thành, tao có thể tha cho bọn mày một con đường sống. Bọn xã hội đen đều mang vẻ mặt vui mừng, miễn không chết là được. Nguyên Húc nhanh chóng tiết lộ nhiệm vụ này, đám xã hội đen đều là nở nụ cười, đương nhiên loại chuyện này đối với bọn họ rất đơn giản. Nguyên Húc vẫy tay để cho tất cả những tên côn đồ đi xuống, trong khi Lục Phong siêu cúi đầu và hỏi, có cần tôi giết Phong Lệ Na không? Nguyên Húc lắc đầu, không cần, cái chết của Phong Lệ Na không ảnh hưởng gì đến Diệp Vô Phong, người duy nhất có thể ảnh hưởng đến anh ta cũng chỉ có người thân bên cạnh anh ta. Lục Phong siêu gật đầu và lùi lại, cả đại sảnh chỉ còn lại Nguyên Húc và thi thể của Nguyên Đông Thành. Ông ta hoàn toàn không ngờ con trai mình sẽ làm loạn như vậy, lại lên kế hoạch tự tay giết chết Diệp Vô Phong, không cần phải nói, ông ta biết rằng sẽ không thể làm được. Nhưng đứa con trai ngu ngốc của ông ta nghĩ rằng có thể giết Diệp Vô Phong với một vài tên lính đánh thuê đó. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, và bây giờ tình hình ở Liêu Tây đã trở nên rất tế nhị rồi mọi người bắt đầu chờ đợi, mặc dù họ không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì với nhà họ Nguyên, và họ cũng không biết rằng Cục Hồng Thuẫn sẽ ra tay với nhà họ Nguyên. Nhưng bọn họ cũng đã bắt đầu suy đoán, dù sao thì trong nhà họ Nguyên có mấy chuyện không hay liên tục xảy ra, đều là chuyện mất mặt, nhưng nhà họ Nguyên lại không làm gì cả, điều này khiến bọn họ đều tự hỏi liệu có phải nhà họ Nguyên đã sắp tiêu đời rồi không. Nguyên hút xíu cợt, một đám các người đều là chỉ chờ xem sao. Thật sự là rất nực cười, các người đã quên nếu nhà họ Nguyên xong đời thì các người cũng sẽ bị chơi chết sao? Ông ta không hài lòng với thái độ chờ đợi của những người đó, nhưng cũng biết đây là thói quen của những doanh nhân ấy, có thể đứng ra giúp đỡ khi nhà họ Nguyên gặp khó khăn thì cũng không có nhiều người, sẽ giúp đỡ thì đều là những xí nghiệp đã cùng giành quyền cùng nhà họ Nguyên thôi. Chương 592: Chiến đấu trong đường hầm. Chỉ là sau chuyện của Nguyên Đạt Tiêu, các người sẽ biết nhà họ Nguyên vẫn sẽ là nhà họ Nguyên chẳng qua bọn tao đang ngấm ngầm chịu đựng mà thôi. Nguyên Húc đứng dậy đi ra ngoài. Thi thể tiếp tục được đặt trong đại sảnh. Một hồi giết chóc giường như sắp bắt đầu. Xe của Diệp Vô Phong tiếp tục đi về phía trước, nhưng khi anh đang ở trong đường hầm cao tốc thì bị tắc đường. Liễu Như lúc này rất căng thẳng, thấy xung quanh đều có xe cộ, cô ta hơi nghiêng người về phía Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong an ủi, đừng lo lắng, có tôi ở đó sẽ không có chuyện gì đâu. Bùm Đúng lúc này, một cái búa đột nhiên rơi xuống phía trước Diệp Vô Phong, đập vào phía đầu xe của Diệp Vô Phong. Chiếc búa trên tay người đàn ông này dùng trên công trường để gõ vào tường nên rất lớn. Diệp Vô Phong nhìn người đàn ông trung niên mạnh mẽ này giơ búa định đập vào đầu ô tô lần nữa nên đã nhấn ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước và tông vào người đàn ông trung niên. Người đàn ông bị kẹt giữa xe của anh và xe ô tô phía trước, và chắc chắn anh ta đã bị gãy chân tiếng la hét vang lên nhưng người đàn ông vẫn đập búa vào đầu ô tô diệp vô phong mở khóa cửa xe nói với liễu như lại đây với tôi tôi sẽ bảo vệ cô liễu như gật đầu diệp vô phong xuống xe sau khi xuống xe liền phát hiện xung quanh có người đi tới trên tay đều cầm súng diệp vô phong vẫn cầm ba con dao mổ trong tay nhưng anh biết mình không thể ném con dao ra ngoài nhanh như vậy nếu không sẽ không có vũ khí để sử dụng anh cần một khẩu súng trong trường hợp để bảo vệ Liễu Như, anh cần một khẩu súng, nếu chỉ có một mình thì anh hoàn toàn có thể tự tay tiêu diệt những kẻ thù này. Nhưng không phải bây giờ. Diệp Vô Phong cười lạnh, mày nghĩ rằng tao không có chuẩn bị quà lớn cho bọn mày sao? Những sát thủ xung quanh đều chuẩn bị sẵn súng ống, bắn bừa bãi vào xe của Diệp Vô Phong, kính vỡ tan tành, đạn găm vào cửa không ngừng. Và lốp xe đã bị nổ tung. Đương nhiên Diệp Vô Phong biết những người này muốn gì. Nếu phá hủy xe của anh trước, anh sẽ không có cách nào chạy thoát ngay lập tức, muốn chạy trốn thì phải đi bộ 3 cây em về phía trước mới có thể ra khỏi đường hầm. Điều này rất nguy hiểm đối với Diệp Vô Phong và Liễu Như, bởi vì họ không biết có bao nhiêu kẻ thù trong đường hầm này. Kẻ thù có thể tấn công từ một bên bất cứ lúc nào. Chính vì điều này, anh mới biết được sự kinh hoàng bên trong và điều quan trọng nhất là anh muốn đảm bảo sự an toàn cho Liễu Như vì một tên nguyên đạt tiêu mà tạo thành chiến tranh lớn như vậy đúng là điên rồi mặc dù diệp vô phong cũng đoán được nhà họ nguyên sẽ ngăn cản nhưng anh không đoán được nhà họ nguyên sẽ làm chuyện điên rồ như vậy để ngăn cản liễu như liễu như chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ nên chỉ có thể cúi rạp người trên mặt đất lấy tay che đầu diệp vô phong kéo liễu như dựa vào phía sau một chiếc xe tải anh biết rằng kẻ thù đang tiếp cận mình sau khi suy nghĩ diệp vô phong đẩy liễu như vào gầm xe tải còn anh nhảy lên đầu xe tải. Hai tên sát thủ đến trước mặt xe tải, bối rối nhìn quanh rồi cúi xuống, lúc đó mới nhận ra liễu như đang nằm trên mặt đất. Con người của hai người có rút lại, bởi vì bọn họ biết Diệp Vô Phong và liễu như đang ở cùng nhau, bây giờ Diệp Vô Phong không thấy đâu, có nghĩa là anh đang ở đâu đó chờ đợi cơ hội hành động. Khi cả hai muốn đứng dậy, hai con dao mổ đã cắm thẳng vào cổ sau của họ, máu không ngừng túa ra, Diệp Vô Phong lấy dao mổ ra cầm súng của hai người trong tay tất cả đều là súng tiểu liên nhái do các kho vũ khí tư nhân chế tạo rất thô xấu nhưng cũng có thể sử dụng bình thường chẳng qua là sẽ dễ bị kẹt đạn hơn súng tiêu chuẩn diệp vô phong bây giờ không quan tâm lắm hiện tại anh còn không có vũ khí nếu như còn ghét bỏ những thứ này vậy thì anh thật sự không có vũ khí anh kéo liễu như ra nói đi theo tôi đừng để lạc tôi sẽ ở phía trước giết hết địch liễu như gật đầu tuy trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, cho dù xung quanh có kẻ thù, cùng nguy hiểm dày đặc. Thậm chí khi Diệp vô phong giết ai đó, cô ta sẽ hét lên trói tai, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận những gì mình đang phải chịu đựng. Nó giống như một giấc mơ vậy. Diệp vô phong chỉ bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà đi về phía trước, nếu như đi theo phía sau, rụt cổ sợ hãi nhìn xung quanh. Những chủ xe nghe thấy tiếng súng lúc này đã bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường hầm trở nên hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn, những tên sát thủ đó vẫn không ngừng tìm cơ hội để giết Diệp Vô Phong, khi vừa bước vào khe hở của một chiếc ô tô, một sát thủ đã giơ súng chĩa vào Diệp Vô Phong, nhưng Diệp Vô Phong đã nhanh hơn. Anh dùng súng tiểu liên bắn vào tên này. Tiếng súng nổ vang khắp đường hầm, kèm theo những tiếng la hét. Diệp Vô Phong và Liễu Như nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước nhưng diệp vô phong bất ngờ ôm liễu như và chui xuống gầm xe bên cạnh anh một kẻ địch nổ súng từ phía sau những viên đạn gần như bay qua cơ thể của diệp vô phong và liễu như chạm vào bức tường bên cạnh diệp vô phong kéo liễu như tiếp tục đi về phía trước diệp vô phong ôm đầu liễu như cười nói bây giờ cô phải cúi người đi về phía trước nhất định không được nhìn lại liễu như tò mò nhìn diệp vô phong diệp vô phong cười cười viện trợ của tôi tới roi Lạc Nham lặng lẽ cắt cổ tên sát thủ đang cầm khẩu súng trên tay, anh ta lại lặng lẽ bước về phía trước, nhưng vừa định tiếp tục ra tay thì bên cạnh anh ta lại xuất hiện một bóng người quen thuộc, tát một cái trời dáng khiến anh ta va vào tường. "Nhóc con, lần trước tao không giết được mày, mày cho rằng lần này mày có thể sống sót thoát khỏi tay tao sao?" Vương Giã tự mãn nói. Lạc Nham không ngờ rằng một đại cao thủ cảnh giới tông sư như Vương Giã mà lại tiến hành bao vây và trấn áp Diệp Vô Phong đó là điều mà họ không đoán được. Nếu vương giã đã đến, vậy thì Trần Kiệt nhất định cũng đến. Ngay cả tư đồ phong cũng có thể được cử đến. Lạc nham lau vết máu trên miệng, vẻ mặt u ám, con dao găm trong tay chậm rãi nâng lên đối mặt với vương giã. Nhưng vương giã tỏ vẻ khinh thường, mặc dù trong lĩnh vực nào cục hồng thuẫn của các người cũng có nhân tài, nhưng mày không phải là nhân tài về võ thuật, mày chỉ có nhiệm vụ ám sát, cũng có hiểu biết một chút về kỹ thuật ám sát thôi, đều là vẻ bề ngoài cả. Bản thân Lạc Nham thì không cần phải nói, nghe Vương giã nói thế, chân anh ta đã động đậy rồi. Cho dù biết thực lực của đối phương rất mạnh, thậm chí anh ta không địch lại được, nhưng mệnh lệnh từ đội trưởng là phải giết hết kẻ địch trên đường đi của Diệp Vô Phong. Anh ta sẽ kiên quyết thực hiện mệnh lệnh. Dù phải trả giá cả mạng sống cũng không trần trừ, đây là lý tưởng của Cục Hồng Thuẫn chương 593, Đồng Quy Vô Tận. Vương giã bật cười, thật là càn rỡ, còn muốn đối chiến với tao à? Tôi sẽ cho mày biết, muốn giết mày thì tao chỉ cần vài chiêu thôi. Vương giã bay về phía Lạc Nham, nhưng Lạc Nham chỉ bày ra một khuôn mặt ảm đạm, con dao găm trong tay anh ta đâm vào cổ của Vương giã. Bùm! Vương giã đá bay con dao găm, lại đá vào ngực Lạc Nham, đá bay Lạc Nham ra xa. Lạc Nham bị nện trúng một xe ô tô, làm vỡ kính chắn gió phía trước. Một ngụm máu phun ra, Lạc Nham lọt thỏm trong xe, nghiến răng cố gắng đứng dậy, trên tay còn cầm một con dao găm khác, ảm đạm nhìn vương giã, không có chút rụt rè. Anh ta đối mặt với tử thần và đã không thèm đếm xỉa đến tính mạng của mình, đương nhiên cũng sẽ không sợ vương giã. Vương giã rất không vui nói, bây giờ còn dám chừng tao sao, xem ra một chiêu vừa rồi của tao không đủ để cho mày sợ, tao sẽ tăng thêm sức mạnh, chết đi. Ông ta hét lớn một tiếng, Cả người bay vút lên, giống như đại bàng xải cánh lao về phía Lạc Nham, trong khi Lạc Nham lại rừng dương đâm con dao găm vào cổ Vương Giã. Chỉ có điều lần này anh ta cố gắng tránh đòn của Vương Giã một cách có ý thức. Móng vuốt đại bàng của Vương Giã đã xuyên thủng toàn bộ kính chắn gió và cũng làm xước vai của Lạc Nham, nhưng Lạc Nham lại lộ ra một nụ cười trên khóe miệng. Anh ta biết mình đã thành công tránh né đòn tấn công của Vương Giã, tuy rằng anh ta vẫn bị thương nhưng thứ vương giã muốn chọc thủng vừa rồi chính là trái tim của anh ta sức mạnh anh ta bộc phát vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc lạc nham hít sâu một hơi sau khi né tránh đòn tấn công của vương giã anh ta không dừng lại động tác mà xông lên phía trước mục tiêu của con dao găm vẫn là cổ của vương giã vương giã hét lớn một tiếng láo xược mày cho rằng tránh được một chiêu của ta là có thể thắng ta sao chết đi cho ta một người bình thường thế mà lại chủ động tấn công ông ta thật sự là khiến ông ta cảm thấy nhục nhã. Móng vuốt đại bàng của ông ta nắm lấy con dao găm của Lạc Nham, tay còn lại thì mở lòng bàn tay ra và vỗ vào chán Lạc Nham. Lòng bàn tay của cao thủ cảnh giới tông sư đủ để tát vụn cái chán, giống như là vỗ vào một quả dưa hấu thối. Nhưng Lạc Nham không lo lắng chút nào, vẫn bướng bỉnh đồng quy vô tận với vương giã, anh ta đã tấn công thay vì phòng thủ, vì thế thương tích ngày càng nặng. Chỉ trong vài phút, anh ta đã không thể chống cự được nữa. Chết cho tao, vương giã hét lớn. Móng vuốt đại bàng đã chạm vào con dao găm, nhưng ngay khi vương giã nghĩ rằng mình có thể lấy được con dao găm, lạc nham đã ném con dao găm vào không khí, cánh tay bị móng vuốt bắt được, sức lực to lớn khiến cánh tay bị chảy sức gãy xương. Nhưng lạc nham lại mỉm cười, nắm lấy con dao găm bằng tay kia, và đâm vào cổ của vương giã. Vương giã không ngờ lạc nham lại tàn nhẫn đến mức không muốn mạng sống của chính mình, và anh ta vẫn có thể cười ngay cả khi bị gãy tay. Ngay cả Vương Giá cũng cảm thấy hơi lo lắng về điều này. Đây có phải là một biểu hiện mà một người bình thường sẽ thể hiện ư? Nhưng bất kể thế nào, đối thủ thực sự không mạnh, Vương Giá vẫn luôn biết điều này. Cho nên bàn tay vốn vỗ vào trán Lạc Nham của ông ta đã phải đưa ra ngăn cản dao găm, trên bàn tay xuất hiện một vết rạch rõ ràng. Cho dù là một cường giả cảnh giới tông sư, khi bị vũ khí sắc bén chém qua thì cũng sẽ xuất hiện vết thương. Vương Giá quát một tiếng, một cước đá bay lạc nham khi nhìn vào lòng bàn tay sắc mặt càng ngày càng ảm đạm ông ta thực sự đã bị tổn thương bởi một người bình thường điểm này cho dù là chính ông ta cũng không hề nghĩ tới đồ khốn kiếp trong mắt phương giã tràn đầy sát khí mặc kệ thế nào ông ta cũng cảm thấy rất tức giận dù sao cũng là bị người thường làm bị thương mặc dù vết thương này chỉ là vết thương nông cắt ra mà thôi tao nhất định phải giết mày chết đi cho tao Vương Giã tức giận hét lên và lao về phía Lạc Nham, nhưng lúc này Lạc Nham chỉ nở một nụ cười khinh thường và bắt đầu lao sang một bên. Đây là tính chạy trốn. Vương Giã hừ lạnh một tiếng, mày cho rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta ư? Đừng hòng. Ông ta đạp chân xuống, nhanh chóng đuổi theo Lạc Nham, Lạc Nham biết cao thủ trong cảnh giới tông sư có tốc độ như thế nào, cho nên nhanh chóng né sang một bên. Anh ta thậm chí còn né được đòn tấn công của Vương Giã. Vương giã cao mày, đuổi theo lạc nham một lần nữa, và lần này lạc nham không may mắn để tránh đòn tấn công bằng cách thay đổi góc độ, phía sau lưng đã dính một trường của vương giã, trực tiếp bay ra ngoài, va và vào một chiếc xe tải. Thùng hàng của xe tải bị lõm xuống, lúc này lạc nham đã không thể giãy dụa được nữa. Vương giã cười khẩy, ông ta biết một trường vừa rồi đã cắt nát tâm mạch của lạc nham, lạc nham lúc này chỉ đang yên lặng chờ chết mà thôi một người bình thường lại dám khiêu chiến với cường giả như tao ư. Đáng lẽ mày đã chết từ lâu rồi, chỉ là mày bày trò láo cá một chút, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi kết cục chết chóc này đâu. Vương giã rất vui khi nhìn thấy lạc nham phun ra một ngụm máu, nhưng lạc nham lúc này đang chật vật lại nở một nụ cười. Mày cười cái gì, vương giã cau mày. Lạc nham thực hít sâu một hơi, cường giả cảnh giới tông sư bọn mày rất mạnh sao. Vương giã kiêu ngạo đứng chắp tay sau lung, nói cho thứ rốt nát như người biết, cường giả cảnh giới tông sư có thể dùng thân thể chống lại đạn đến mức nào đó, cho dù đạn thật sự bắn trúng cơ thể bọn tao, cũng sẽ không gây tử vong, chỉ là một vết thương nhỏ ngoài ra thôi. Lạc nham bật cười, khoác lác. Sắc mặt phương giã trở nên lạnh lùng, nhóc con, hiện tại mày đã là người sắp chết rồi, tao khoác lác có ích lợi gì chứ, tuy rằng không thể đạt được miễn dịch hoàn toàn, nhưng cho dù đạn bắn trúng cơ thể bọn tao, tuyệt đối không có cách nào tiến vào các cơ quan nội tạng của bọn tao đâu. Vẻ mặt lạc nham rất hờ hứng, còn những cường giả ở cảnh giới chiến thần thì sao? Vương giã diếu cợt, tên nhóc mày còn biết về cảnh giới chiến thần à, nhưng dù sao cũng là người của cục hồng thuẫn, đương nhiên cũng có chút hiểu biết về chiến thần cũng không có gì lạ. Cường giả ở cảnh giới chiến thần, nếu bị đạn bắn vào thì chỉ dính trên lớp biểu bì, đó mới là bị thương ngoài ra thực sự. Lạc nham hờ hứng hỏi, vậy nếu bị trúng bom, liệu có chống đỡ nổi không? Vương giã sững sờ một lúc, đang muốn hỏi Lạc Nham là có ý gì, thì xung quanh ông ta đột nhiên xảy ra một vụ nổ cực lớn, bao phủ toàn bộ xung quanh vương giã. Vương giã không có cơ hội trốn thoát. Vương giã tức giận gầm lên, tên khốn. Nhưng sau đó vụ nổ đã trực tiếp tiêu diệt vương giã. Hồng Á Phương từ ngoài bước vào, khi nhìn thấy nơi xảy ra vụ nổ, thở dài một hơi, bật máy tính lên, gõ dòng chữ lạc nham hy sinh trên đó rồi gửi đi. Sau khi nhận được tin tức, Cục Hồng Thuẫn sẽ tạm thời cử một số cao thủ tới đây. chương 594, tiểu đội của đường trảm xuất động. Hồng Á Phương biết rằng ngoài vương dã ra, trong đường hầm này còn có bốn cao thủ cảnh giới tông sư, bọn họ có thể giết người thường, nhưng tuyệt đối không thể địch lại cao thủ cảnh giới tông sư. Giống như Lạc Nham, Lạc Nham đã tính toán ngưu kế nhưng cuối cùng vẫn dẫn đến cảnh đồng quy vô tận cô ta lắc đầu quên đi nhiệm vụ của mình không phải chiến đấu chống lại những cao thủ cảnh giới tông sư trước tiên cứ đi ra ngoài nơi này giao lại cho la tử đàn và la tử nghiệp đi cô ta quay người bước ra ngoài nhưng đến cửa đường hầm cô ta sững sờ trong giây lát trước mặt cô ta xuất hiện một người mỹ nhân cô đang cản của đường tôi đấy đường chảm lạnh lùng mỉm cười hồng á phương nhanh chóng tránh ra hai má đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên Đường chảm tiếp tục đi vào bên trong, có bốn năm người đi theo, trong bốn năm người, tiểu yêu nhìn đường chảm cười khúc khích, lão đại, cô gái kia hình như bị anh mê hoặc rồi. Đường chảm rất nghiêm túc nhìn tiểu yêu, đừng nghĩ bậy, hiện tại chúng ta tiến vào, đồng thời sẽ cùng lúc chiến đấu với 4 vị cao thủ ở cảnh giới tông sư, lần này tôi sẽ không ra tay, coi như là thử thách cho các cậu, nếu chết thì đừng trách tôi không nhắc nhở nhé. Lúc này tiểu yêu mới kiềm chế lại nụ cười của mình, em biết rồi, nhưng cũng chỉ là cao thủ ở cảnh giới tông sư thôi mà, thật là chuyện đơn giản. Đường chảm rừng dưng nói, tiểu yêu phụ trách Hoa Phong. Hoa Phong là một cao thủ ở cảnh giới tông sư, là cao thủ ở cảnh giới bán bộ chiến thần, cao thủ ở cảnh giới này đã mạnh hơn nhiều cao thủ ở cảnh giới tông sư. Một cường giả vượt qua cảnh giới tông sư. Vì vậy, loại đối thủ này đương nhiên có thực lực mạnh, sau khi tiểu yêu nghe nói đối thủ của mình là Hoa Phong, sắc mặt liền thay đổi, thật sự không ngờ đường chảm lại có thể tàn nhẫn như vậy. Anh ta hít một hơi, lão đại, đừng nói anh chán ghét em, nên định mượn dao giết người đúng không? Lão đại, anh đừng độc ác như vậy, sau này em sẽ không dám nữa. Đường chảm liếc mắt nhìn tiểu yêu còn đang tỏ ra đáng thương, đưa tay ra, vỗ vào sau đầu tiểu yêu một cái. Tiểu yêu lảo đảo, nhưng nhanh chóng lấy lại sức đứng vững. Một nhóm người bước vào bên trong, yêu tử đang không ngừng đặt bom ở những nơi nhất định, anh ta là một chuyên gia về nổ mìn, khi ra chiến trường đương nhiên anh ta trước hết xoay chuyển tình thế có lợi cho mình. Yêu tử tuy là một người đàn ông to lớn nhưng cũng cẩn thận không kém gì phụ nữ. Diệp vô phong lúc này đang đưa liễu như đi đến đầu kia của đường hầm, chỉ cần đi qua đường hầm là sẽ vào khu đô thị, đường xá trong khu đô thị phức tạp chẳng chịt, cho dù là nhà họ Nguyên cũng không có cách để tìm bọn họ. Mặc dù nhà họ Nguyên đang một tay che trời ở Liêu Tây, nhưng Hồng Á Phương hoàn toàn có thể kiểm soát việc giám sát giao thông và không cho nhà họ Nguyên biết anh và Liễu Như đang ở đâu. Bây giờ đội của Du Kinh Hồng và đội của Đường Trảm đang giúp anh, anh không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác, anh chỉ cần bảo vệ Liễu Như thôi. Diệp Vô Phong biết tình hình hiện tại, lần này nhà họ Nguyên cũng muốn đứng lên cứu Nguyên Đạt Tiêu để lập uy, còn bọn họ muốn kết tội Nguyên Đạt Tiêu để đưa nhà họ Nguyên xuống đài. Chỉ khi kéo nhà họ Nguyên xuống đài nhân tài ở Liêu Tây sẽ biết nhà họ Nguyên cũng sẽ diệt phong, chỉ khi quan niệm này được hình thành thì mạng lưới quan hệ do nhà họ Nguyên hình thành trong nhiều năm mới có thể bị phá vỡ. Chỉ khi mạng lưới quan hệ của nhà họ Nguyên bị phá vỡ, những người vốn cùng chiến tuyến với nhà họ Nguyên mới có thể bị chia cắt. Chiến tranh sắp nóng lên, và điều duy nhất tồi tệ bây giờ chính là như vậy. Mà Diệp Vô Phong đã lên kế hoạch hoàn thành công việc then chốt cuối cùng này. Nhưng hiện tại, trước tiên vẫn phải đưa Liễu Như đi ra ngoài đạn không ngừng tuôn ra lúc này liễu như mới nghe theo lời anh mà bước ra ngoài tốc độ tuy rất chậm nhưng rất an toàn chỉ cần kẻ địch xuất hiện diệp vô phong sẽ lập tức ép đối phương về phía sau rồi ẩn náu để kẻ địch không có cơ hội áp chế bằng hỏa lực nhưng áp lực của diệp vô phong càng ngày càng lớn bởi vì càng ngày càng nhiều kẻ địch vây công xem ra nếu cứ tiếp tục như vậy liễu như sẽ gặp nguy hiểm nhất định phải tìm cách phá vỡ cục diện này diệp vô phong biết tình hình hiện tại vẫn rất bất lợi đối với bọn họ trong sân nhà họ nguyên nguyên trần đang ngồi thờ ơ trước đại sảnh nghe thuộc hạ báo tin trên mặt tràn đầy vẻ dửng dưng để tư đồ phong đi ra ngoài không cần giết diệp vô phong có thể giết nữ sinh kia là được những tên thuộc hạ chắp tay cúi đầu lúc này trên bàn bên cạnh có một tờ giấy trên đó viết tất cả thông tin về diệp vô phong đây đã là tất cả thông tin mà nhà họ nguyên có thể đào ra chỉ là một người vô danh ở Dễ Ư, loại tin tức này lừa ai chứ? Nguyên Trần lạnh lùng nhìn thông tin viết phía trên, nhưng thông tin đầu tiên làm cho ông ta cảm thấy có chút vô nghĩa, phía dưới cũng chỉ nói về công ty Hoa Cường của Diệp Vô Phong. Có thể nói, anh đã tự tay tiêu diệt nhà Âu Dương, còn có quan hệ hợp tác với cục Hồng Thuẫn. Tất cả những điều này dường như quá kỳ diệu, từ một người con rể bị khinh thường đến vị trí bây giờ, những điều mà anh đã trải qua trong thời kỳ này chắc chắn là rất khó khăn hơn nữa may mắn và sức mạnh đều nhất định phải có nguyên trần biết diệp vô phong không đơn giản nhưng ông ta không ngờ lai lịch của diệp vô phong lại phức tạp như vậy nói như vậy công ty hoa cường cũng đã có liên lạc được với chính phủ thảo nào khi ở liêu đông công ty hoa cường đã hầu như được bật đèn xanh tất cả các dự án đều rơi vào tay công ty hoa cường nên có vẻ như mọi chuyện đã hợp lý rất tốt thậm chí tôi còn suýt bị lừa nguyên trần cười ha hả nhưng không vứt mảnh giấy đi mà tiếp tục xem thông tin trên đó, cố gắng tìm thêm thông tin từ đó. Ngoài thông tin của Diệp Vô Phong thì thông tin của Bạch Nhạn Phi, Phong Lệ Na và Du Kinh Hồng cũng có trên đó. Chỉ là thông tin của Du Kinh Hồng rất đơn giản, chỉ mười mấy chữ. Đội trưởng của Cục Hồng Thuấn tạm thời phụ trách các nhiệm vụ bí mật. Nguyên Trần biết rằng các thành viên của Cục Hồng Thuấn rất bí ẩn, nhiều người trong số họ thậm chí còn không tiết lộ tên của họ, không ai biết họ trông như thế nào và tên họ là gì mọi thứ đều được nhà nước che giấu chỉ để bảo vệ sự an toàn của họ nếu du kinh hồng không ở trong vòng đấu với nhà họ nguyên cũng sẽ giống như những thành viên khác của cục hồng thuẫn và tên của cô ta thậm chí sẽ không được nhà họ nguyên biết lại càng không nói đến ngoại hình lúc này chân dung của du kinh hồng đã được đặt sẵn trên bàn sau khi cô ta đột nhập vào nhà họ nguyên một người nào đó từ nhà họ nguyên đã vẽ ra hình dáng của du kinh hồng rất giống Trận chiến trong đường hầm sẽ càng ngày càng bi thảm, các thành viên chính phủ ở Liêu Tây Tất sẽ phải can thiệp, đánh tiếng với Đỗ Nguyên Tân để anh ta tìm hiểu xem. Tuy hiện tại nhà họ Nguyên bị bên trên nhòm ngó, nhưng nói thế nào thì cũng có một chút năng lực. Nguyên Trần nói vào không khí, "Chương 595, phương pháp biên rồ." Nguyên Trần nói xong, trong đại sảnh vắng vẻ đột nhiên xuất hiện một bóng đen, sau đó bóng đen lại biến mất. Cứ như thể không có chuyện này xảy ra nguyên trần xoa chán có chút mệt mỏi tiếp tục nhìn thông tin trên tờ giấy liên tục có người tình báo cho nguyên trần và nguyên trần đã ra lệnh thông qua tin tình báo này mặc dù nguyên trần cũng muốn tới hiện trường xem nhưng ông ta cần phải chủ trì cục diện lớn hơn cho nên ông ta tuyệt đối không thể đứng lên trước dù sao thì diệp vô phong vẫn không biết nguyên trần còn có con bài tẩy chưa lật con bài của cục hồng thuẫn cũng chưa xuất hiện ông ta lộ diện trước chẳng phải chứng minh ông ta đã thua một bậc sao kiểu này không làm được, giờ chỉ biết nín thở, ai nản trước thì thua. Diệp vô phong và liễu như chỉ còn cách lối ra hơn 1.000 mét, và lúc này họ đã nhìn thấy những gì đang xảy ra ở con đường bị chặn. Một chiếc xe bồn chở dầu lớn đỗ ở giữa, bị lật, dầu trong xe liên tục bị dò dỉ ra ngoài. Xung quanh không có ai, chỉ có những người lính đuổi theo phía sau họ tiếp tục áp sát Diệp Vô Phong và Liễu Như. Liễu Như nhìn Diệp Vô Phong bất lực, cô ta cũng biết hiện tại không có lối thoát làm sao bây giờ liễu như nhìn anh nghi hoặc anh hít sâu một hơi nhà họ nguyên thật sự mất trí rồi thật sự không sợ chính phủ trực tiếp phái quân xuống sao anh biết chiếc xe chở dầu này dùng để làm gì và khi anh đến nơi này anh mới biết rõ nhà họ nguyên muốn ngăn cản họ như thế nào anh quay đầu lại nhìn đám người đang đuổi theo mình sau khi đè liễu như lại phía sau một chiếc xe khẩu tiểu liên trong tay anh nhanh chóng bắn về phía những kẻ địch đang đuổi theo một tay súng ngã xuống đất vì không thể né tránh và bị trúng đạn trong khi những kẻ địch khác đã nấp kịp sau khi diệp vô phòng ép lui đối phương anh túm lấy liễu như n dẫm lên xe chở dầu vượt qua phía sau sau khi đặt liễu như trên mặt đất anh nói cô đi về phía trước dọc theo nơi này ra bên ngoài chắc không còn kẻ địch nữa cô chỉ cần đi ra ngoài và sẽ có người đến đón cô liễu như nhìn diệp phong tò mò khó hiểu hỏi còn anh tôi nhất định không thể cùng cô ra ngoài nếu hai chúng ta đồng thời đi ra ngoài, toàn bộ đường hầm sẽ nổ tung." Diệp Vô Phong cười nói. "Nhưng mà, Liễu Như rất hoảng hốt. Diệp Vô Phong sờ sờ đầu của Liễu Như, chẳng phải cô luôn muốn tìm công lý cho mình sao? Bây giờ là lúc tìm công lý, cô nên biết rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất, nếu Nguyên Đạt Tiêu bị kết tội, hắn ta sẽ ở trong tù 10 năm, 10 năm sau, cô đã học xong và rời khỏi Liêu Tây rồi, hơn nữa không cần 10 năm thì nhà họ Nguyên đã bị tiêu diệt rồi." nếu như bĩu môi mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng cũng gật đầu cô ta biết mình còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm và đây là mục đích của đám người diệp vô phong khi đã và đang bảo vệ cô ta cũng là chuyện có thể để cô ta đòi lại công bằng cho chính mình cô ta nhất định không muốn làm diệp vô phong thất vọng cô ta dứt khoát quay người bước ra ngoài trong khi diệp vô phong bước lên xe chở dầu rồi quay lại lần nữa lúc này các tay súng đều cho rằng diệp vô phong đã rời khỏi nơi này nhưng khi thấy anh quay lại lần nữa, bọn họ đều sửng sốt, nhưng lại quên mất mình không hề có chỗ nấp. Đạn tiếp tục được bắn ra, bốn năm tay súng đều ào ào bị trúng đạn và ngã xuống đất. Diệp vô phong nhìn thoáng qua vào chiếc xe chở dầu và chậm rãi đi đến vị trí mà các tay súng đang ẩn náu, anh muốn đại khai sát giới. Trong đường hầm chỉ cách Diệp vô phong 1.300 mét, tiểu yêu đang nhìn hoa phong với nụ cười ảm đạm trên mặt, khóe miệng còn có chút vết máu cảnh giới bán bộ chiến thần quả nhiên rất mạnh mẽ. Ông không phải kẻ địch mạnh nhất mà tôi từng gặp phải, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để chiến đấu. Tiểu yêu cười khẩy nói. Hoa Phong chỉ khịt mũi, một tên nhãi danh, còn dám nói bậy, xem ra còn chưa học đủ bài rồi. Tốc độ của Hoa Phong rất nhanh, Hoa Phong cầm trong tay một thanh trường kiếm, xông lên chém tiểu yêu, giống như muốn chia tiểu yêu thành hai nửa tiểu yêu biết mình không chống đỡ nổi công kích của hoa phong nên dẫm chân lên, cả người bay ra phía sau, ngay sau đó dính vào một chiếc xe, rồi lại dẫm lên thân xe. Chiếc xe bị đá lùi nửa mét, tiểu yêu nhanh chóng lao về phía hoa phong, trong nháy mắt đã tới trước mặt hoa phong, công kích của tiểu yêu đã ở trước mặt hoa phong. Láo xược, hoa phong thu trường kiếm lại, một tay khác tung ra một trường. Bùm! Con dao găm của tiểu yêu xẹt qua ống tay áo của hoa phong, nhưng vai của tiểu yêu cũng bị trưởng một cái, tiểu yêu lùi lại trên xe ô tô và ôm bả vai. Mà Hoa Phong lúc này mới nhìn đến cánh tay của mình, một đường máu chậm rãi chảy ra. Tiểu yêu từ từ nâng dao găm lên, liếm láp, cười ảm đạm nói, thực ngại quá, con người của tôi đôi khi thích đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, cho dù ngược lại cũng được, dù sao tôi cũng không thiệt thòi, ông dù sao cũng là cảnh giới bán bộ chiến thần, vậy mà bị tôi làm bị thương đấy, kha kha. Hoa Phong không hề bị kích động mà thờ ơ nói, lấy thương đổi thương là đúng, nhưng thương tích của mày rõ ràng nặng hơn của tao, hơn nữa tao đã phế đi một cánh tay của mày rồi, mày có tiến lên thì tao cũng có thể phế luôn cánh tay kia, đến lúc đó để xem mày chiến đấu với tao như thế nào. Tiểu yêu nhún một bên vai, chuyện này tôi sẽ có cách, không cần ông quan tâm. Hoa Phong chậm rãi nâng trường kiếm lên, vậy tao sẽ đưa mày lên Tây Thiên, cho mày vĩnh viễn không thể thực hiện được cách của mày tiểu yêu diếu cợt, giờ dao găm lên, tốc độ thân thể càng ngày càng nhanh, hơn nữa đi vòng qua những chiếc xe này mà không có gì trở ngại. Hoa Phong dùng kiếm chém vào tiểu yêu, nhưng kết quả chỉ có bổ vào khoảng không. Con dao găm của tiểu yêu đâm vào mặt của Hoa Phong, Hoa Phong chỉ có thể thu hồi thanh trường kiếm và chặn trước mặt, trong khi lòng bàn tay kia trưởng về phía tiểu yêu. Ngay khi ông ta nghĩ rằng mình sẽ chụp được tiểu yêu, lại phát hiện thân thể của tiểu yêu bỗng nhiên mềm mại, lướt qua bàn tay của ông ta sau khi hoa phong chặn được con dao găm ông ta vội vàng lùi lại ông ta kinh hãi nhìn tiểu yêu chỉ thấy tiểu yêu đang nhìn ông ta với vẻ diếu cợt chỉ đứng cách ông ta không xa và động tác đã dừng lại hoa phong có chút sững sờ đây là bản lĩnh gì vừa rồi ông ta có thể chắc chắn rằng mình thực sự đánh trúng tiểu yêu nhưng cuối cùng tiểu yêu lại thoát khỏi đòn tấn công của ông ta và sử dụng một chiêu thức rất kỳ lạ tiểu yêu nhoẻn miệng cười muốn học không tôi sẽ dạy ông Hoa phong khịt mũi, chỉ là thứ bàng môn tà đạo thôi, bất kể quỷ dị như thế nào thì cũng bại dưới kiếm tao thôi. Ông ta lại dẫm chân, đến gần tiểu yêu. Audio điện tử võ tấn bền chương 596 càng đánh càng hăng. Các chiêu thức của hoa phong giống như của phái hoa sơn, lúc trường kiếm rơi xuống sẽ luôn có khí ngưng tụ quanh người. Đây là một lối chơi coi trọng công kích lẫn phòng ngự, tuy sức bật không lớn nhưng nó bền nếu có một trận chiến kéo dài, tiểu yêu nhất định sẽ không có đối thủ. Tiểu yêu chưa bao giờ nghĩ đến việc chiến đấu với Hoa Phong trong một thời gian dài, anh ta biết điểm mạnh của mình và điểm yếu của đối phương, vì vậy ngay từ đầu đã lên kế hoạch kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn. Lão đại thật sự không quan tâm đến mình chút nào, cứ như vậy mà đi, ngộ nhỡ mình chết trong tay ông ta thì phải làm sao? Lão đại còn không có tay súng bắn tỉa, tiểu yêu thở dài. Con dao găm trong tay lại đâm ra, lần này tiểu yêu suýt chút nữa đã dính vào thanh trường kiếm của Hoa Phong, con dao găm trong tay anh ta đâm thẳng vào trái tim của Hoa Phong. Thân hình như vũng bùn, không có xương nên mỗi lần né đòn đều khiến cơ thể lộ ra một góc khó tin. Anh ta thậm chí có thể xoay người 90 độ, nếu tình huống này đặt trên cơ thể của một người bình thường thì eo của anh ta đã bị gãy từ lâu rồi. Sắc mặt Hoa Phong trầm xuống, một tay nắm lấy cổ tay của tiểu yêu, nhưng đây là chỗ ông ta đã phạm sai lầm, cánh tay của tiểu yêu giống như một con cá chạch, ông ta không thể nắm được chút nào, con dao găm đã đâm vào trái tim của ông ta. Ha, à, hoa phong hét lớn một tiếng, dẫm trên mặt đất, thân thể lui về phía sau. Sau khi tiểu yêu đâm dao găm vào trái tim hoa phong, anh ta biết không còn cách nào tiến sâu hơn, liền cúi xuống chém ngang qua, chỉ thấy một đường máu tươi bắn ra, phần áo trước ngực của hoa phong đã bị cắt, vết thương rất rõ ràng, máu chảy ròng ròng. Hoa phong trừng mắt, cái này. Tiểu Yêu nở nụ cười, tôi đã nói rồi, cho dù N chỉ còn lại một tay cũng có thể giết ông, nhưng ông cứ không tin. Vừa rồi anh ta biết mình đang gặp nguy hiểm, anh ta đã liều mạng, khi thanh trường kiếm vừa rồi chém xuống, nếu không kịp thời né tránh, nửa người của anh ta sẽ bị chém đứt. Đều là lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên hiệu quả vẫn rất rõ rệt, Hoa Phong vẫn bị anh ta làm bị thương, tuy Hoa Phong bị thương không nặng, nhưng là khởi đầu tốt sắc mặt hoa phong lúc này mới trở nên u ám rốt cuộc mày dở trò gì giống như con cá chạch vậy tiểu yêu mỉm cười cái này ông không biết đâu khi học cái này tôi thật sự cũng hoảng sợ không ngờ giới hạn của cơ thể con người lại bị phá vỡ nếu ông muốn học tôi có thể dạy cho ông chỉ cần gọi tôi là gọi tôi một tiếng sư phụ rồi khấu đầu bái lại là được hoa phong tức giận chừng mắt nhìn tiểu yêu tên nhóc ăn nói lung tung hôm nay tao sẽ cho mày mở mang thực lực của tao ông ta bước ra Phung nhanh thanh trường kiếm, quần áo cũng sốc lên, như có gió thổi vào bên trong quần áo. Thanh trường kiếm được vung ra, con tiểu yêu không thể đến gần hoa phong trong chốc lát, và chỉ có thể lui về phía sau. Khai, hoa phong đột nhiên đâm một kiếm ra, trên người ông ta truyền đến một tiếng nổ vang, tốc độ của trường kiếm nhanh đến mức gần như ở trước mặt tiểu yêu trong chốc lát. Đồng tử của tiểu yêu co rút lại, né sang một bên, thanh trường kiếm xuyên qua vai tiểu yêu và đâm vào chiếc xe tải đầu tiên bên hông, chỉ nhìn thấy một lỗ lớn trên thùng hàng, hoa phong lại rút kiếm ra, nhìn chầm chầm tiểu yêu. Có thể ép buộc tao dùng chiêu thức này, coi như mày rất lợi hại, thực lực của ngươi cũng phải ở cảnh giới tông sư trung cấp, chỉ có thế mà đã muốn đối chiến với cảnh giới bán bộ chiến thần, mày cũng rất can đảm đấy. Tiểu yêu nở nụ cười, vậy thì tôi cũng không muốn cảm thấy vinh hạnh đó, dù sao tôi cũng từng chiến đấu với cường giả bán bộ chiến thần nhỉ hoa phong diếu cợt có thể chết dưới tay tao cũng không oan uổng đâu tiểu yêu lắc đầu ý của tôi là nếu tôi giết ông có phải là sẽ vui vẻ hơn đúng không hoa phong thu lại dáng vẻ tươi cười mày còn muốn giết tao ư để ta xem mày giết như thế nào con dao găm trong tay tiểu yêu chỉ vào hoa phong rồi cười he he giết như thế này anh ta tăng tốc đột ngột bả vai bên phải đã bị phế bỏ nhưng anh ta thuận tay trái vì vậy nó không ảnh hưởng đến cuộc chiến của anh ta. Hoa Phong hét lên một tiếng, chết cho tao. Trường kiếm của ông ta lại vung lên, lúc này tiểu yêu đã nhanh hơn, dao găm trong tay chặn được trường kiếm của Hoa Phong. Sắc mặt Hoa Phong càng ngày càng ảm đạm, nhưng ông ta biết vừa rồi ông ta có thể giết chết tiểu yêu, nhưng tiểu yêu hiện tại đủ mạnh để chặn lại chiêu thức của ông ta rồi. Thực lực được gia tăng như thế này khiến ông ta rất khó hiểu, ông ta cũng không hiểu tại sao tiểu yêu dường như lại biến thành người khác trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chẳng lẽ vừa rồi tiểu yêu ẩn giấu thực lực sao? Vừa rồi ông ta đã đánh gãy tay tiểu yêu, hiện tại anh ta còn ẩn giấu thực lực, đây chẳng phải là hơi quá đáng sao? Vừa rồi mày luôn che giấu thực lực sao? Hoa Phong rất khó hiểu, sắc mặt càng thêm trầm xuống. Tiểu yêu cười nói, đương nhiên không phải, thực lực của tôi yếu như vậy, bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ, có thể đấu với người cường hãn như ông nhất định là vinh hạnh của tôi, nhưng nếu tôi có thể giết chết ông, thì tôi sẽ càng cảm thấy vinh hạnh hơn. Hoa phong khịt mũi, vậy thì tại sao? Thực lực của mày hiện tại hoàn toàn khác với vừa rồi. Tiểu yêu nhún vai, chuyện này thì ông vẫn không biết, thực ra tôi có một thói quen, chính là kẻ địch càng mạnh, thực lực của tôi sẽ càng mạnh, cũng không thể nói càng mạnh, chỉ có thể nói là không muốn sống nữa. Hoa phong diễu cợt, cũng là một tà môn yêu đạo thôi, từ đầu đến cuối đều không phải chính đạo, tao sẽ cho mày chết dưới kiếm của tao. Tiểu yêu bất lực nói, nếu ông thật sự có bản lĩnh như vậy, ông có thể thử xem. Dù sao tôi cũng ở đây, nếu không giết được tôi, tôi sẽ giết ông. Hoa phong khịt mũi, lại lần nữa bay lên. Đáng tiếc lần này đòn tấn công của tiểu yêu trở nên rất sắc bén, dao găm trong tay không còn phòng bị hoàn toàn, đã bắt đầu tìm thử lấy thương đổi thương, hoa phong có vẻ hơi bị động khuôn mặt tiểu yêu luôn có biểu cảm hời hợt, ngay cả khi tay và vai mất khả năng cử động, anh ta vẫn không có bất kỳ lo lắng nào, như thể sinh tử đều đã được định sẵn rồi. Theo ý của Hoa Phong, biểu hiện của tiểu yêu là biểu hiện rất tự tin về sức mạnh của bản thân. Âm thanh của hai loại vũ khí đan xen vào nhau không ngừng vang vọng trong đường hầm, tần số của âm thanh va chạm rất nhanh, công kích dày đặc như hạt mưa. Hoa Phong vẫn còn rất sửng sốt, không hiểu sao tiểu yêu càng đánh càng hăng, thương tích trên người tiểu yêu ngày càng nhiều. Máu khắp người trông rất kinh hãi, nhưng tiểu yêu lại giống như không thấy gì. Ngược lại hoa phong kinh hãi một chút, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. chương 597, việc nhà họ Nguyên muốn làm. Tại sao đối phương xuất phát từ thế hạ phong, thậm chí đã bị phế bỏ một tay, nhưng vẫn dũng mãnh như vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả khi không bị thương vừa rồi. Đây là điều hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Trận chiến giữa hai người diễn ra liên tục trong nửa giờ, phạm vi chiến đấu giữa hai người đã vượt quá một cây em, bất cứ nơi nào họ đi qua, nhiều chiếc xe đã bị xẻ đôi, một số chiếc thì có nhiều lỗ sâu đến 3 cm. Thương thế trên người của Tiểu Yêu càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng Hoa Phong cũng không tổn hại bao nhiêu ngoại trừ trên trán chảy ra một ít mồ hôi. Nhưng trên thực tế, đối với Hoa Phong, hiện tại ông ta đâm lao phải theo lao, cũng phát hiện ánh mắt của Tiểu Yêu đã thay đổi đáy mắt của đối phương chỉ có chiến đấu mà thôi. Mà tốc độ của tiểu yêu rất nhanh, cho dù ông ta muốn thoát khỏi cuộc chiến lúc này cũng không có cách nào làm được. Nhất thời, Hoa Phong thực sự lâm vào ngõ cụt. Đồ khốn nạn, Hoa Phong lúc này đã tức giận rồi, ông ta chưa từng nghĩ tới mình lại bị một tên nhóc dây dưa như vậy. Ông ta tức giận hét lên một tiếng, trường kiếm đột nhiên đâm ra, thanh kiếm này gần như ngưng tụ toàn bộ uy lực của Hoa Phong, tốc độ đương nhiên rất nhanh, trong khoảnh khắc, ông ta đã tới trước mặt tiểu yêu, chỉ cách ngực của tiểu yêu một đoạn ngắn. Trên mặt hoa phong hiện lên một tia diễu cợt, cho dù có thực lực đến đâu, tuyệt đối không có cách nào tránh được chiêu thức của ông ta. Một chiêu này ông ta tập trung toàn lực, ông ta chỉ có thể thở phì phò sau một chiêu này. Đây là nhất chiêu cuối cùng mà ông ta có thể sử dụng. Và hiệu quả rõ ràng là rất tốt, một kiếm đâm thẳng vào trái tim của tiểu yêu, trực tiếp đâm xuyên trái tim của tiểu yêu bất kể người này có sức mạnh đến đâu, nhưng nếu bị đâm vào tim thì sẽ chết. Ông ta nở một nụ cười hài lòng và chuẩn bị rút thanh trường kiếm ra. Ít nhất thì kẻ thù này đã bị ông ta giết chết. Hơn nữa ông ta còn có thể tiếp tục truy lùng liễu như và diệp vô phong. Chỉ là khi ông ta thả lỏng cảnh giác, một con dao găm đột nhiên đâm thẳng vào tim ông ta với tốc độ cực nhanh, ông ta không có cách nào phản ứng kịp. Ông ta mở to mắt nhìn tiểu yêu trước mặt, lúc này tiểu yêu chỉ yếu ớt chứ chưa chết. Anh ta hít một hơi thật sâu và cười nói, ông thật sự nghĩ rằng tôi sẽ bị ông giết sao? Nói với ông cũng được, thật ra trái tim của tôi ở một bên khác, nhưng bí mật này cũng chỉ có lão đại của tôi biết, hiện tại ông là người thứ hai biết đấy, nhưng ông phải chết cho nên cũng không quan trọng lắm. Hoa Phong còn không biết rằng dao của tiểu yêu đã nhầm vào mình, nếu không phải như vậy thì làm sao có thể thả lỏng cảnh giác chứ? Hoa Phong phun ra một ngụm máu, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi ngã xuống tiểu yêu rút thanh trường kiếm ra hít một hơi thật sâu rồi vội vàng băng bó vết thương lão đại thực sự không lo lắng cho mình chút nào còn thực sự để mình đấu với hoa phong trông mình mạnh mẽ như vậy sao quên đi dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành đối phương đã giải quyết xong chắc là mình không cần làm gì khác nữa nhỉ tiểu yêu nói xong liền trực tiếp tìm một chiếc xe nằm ở trong đó ngủ anh ta đã thực sự mệt mỏi trong cuộc chiến này. Diệp vô phong cầm khẩu tiểu liên không ngừng hạ gục những kẻ địch đó, đột nhiên bên ngoài có tiếng súng vang lên, như muốn hưởng ứng trận chiến với anh. Anh lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ vài phút sau, đường chảm đã tới, trên mặt mang theo nụ cười, lão đại, anh nói xem em tìm giỏi không, sáng nay em chỉ biết anh sẽ đi qua nơi này, cũng đoán được nhà họ Nguyên sẽ ra tay, suýt chút nữa em mất anh rồi đấy diệp vô phong thờ ơ nói trước tiên đưa liễu như rời đi tôi sẽ chặn địch thấy chiếc xe chở dầu đằng sau kia không vẻ mặt của đường trảm lập tức thay đổi anh ta nhanh chóng tức giận nói nhà họ nguyên này thật sự quá ngang ngược đây là muốn chống lại toàn bộ cơ quan nhà nước sao diệp vô phong lắc đầu tôi không biết nhưng nếu không nhanh chóng đưa mọi người rời khỏi nơi này thì sẽ không có cơ hội rời khỏi đường hầm này đâu đường trảm cao mày điều kiện gì tôi và liễu như phải có một người ở lại nếu không nhà họ Nguyên nhất định sẽ chọn lưỡng bại câu thương. Diệp vô phong nghiêm túc nói. Đường chảm gật đầu, vậy em đảm bảo an toàn cho liễu như rời đi trước, sau đó anh sẽ làm gì? Diệp vô phong diếu cợt, chẳng lẽ cậu cho rằng thực lực của lão đại của cậu đã giảm xuống từ khi không làm tư lệnh của Long Môn đó chứ? Lúc trước tôi đã từng trải qua tình huống nguy hiểm hơn thế này, cái này thì tính là gì chứ? Đường chảm nhách môi nở nụ cười, cũng đúng anh ta nhanh chóng bay qua chiếc xe chở dầu rồi đuổi theo hướng của liễu như diệp vô phong nấp sau một chiếc ô tô và ném khẩu súng tiểu liên đi anh đã bắn hết đạn rồi nhưng không thành vấn đề anh vẫn còn dao găm trong tay cho dù không có dao găm anh cũng không cần bất kỳ vũ khí nào để đối phó với những người này ngay cả khi tay không cũng có thể giết người ngay lập tức thực lực của những kẻ địch này thực sự quá yếu nguyên trần Tôi không tin ông thật sự dám cho nổ tung toàn bộ đường hầm. Nếu ở đây xảy ra chuyện gì thì nhà họ Nguyên các người đã thật sự đụng chạm đến điểm mấu chốt của bên trên đấy. Diệp Vô Phong lặng lẽ đi vòng ra sau một tên sát thủ, con dao găm đâm thẳng vào lưng của đối phương, đồng thời cũng vặn cổ đối phương. Trong trường hợp này, đối phương không có cách nào để kêu cứu ngay từ đầu. Diệp Vô Phong đương nhiên giết người rất thành thạo, thấy kẻ địch xung quanh không nhận ra mình đã chuyển vị trí, anh liền cười khẩy anh chui xuống gầm xe, một tay nắm lấy chân đối phương, rồi kéo vào gầm xe. Rắc, chân của đối phương trực tiếp bị bẻ gãy, một tiếng hét vang lên, nhưng tiếng hét đột một kết thúc vì cổ của hắn đã bị đâm thùng. Súng trong tay kẻ địch đã bị Diệp vô phong đoạt đi, bảy tám kẻ địch chạy tới chỗ thi thể, khi nhìn thấy trạng thái thê thảm của thi thể, trên mặt bọn họ đột nhiên có vài phần hoảng sợ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ai đã giết anh ta? Không có ai ở đằng kia lúc này tên sát thủ đi tới chỗ của diệp vô phong rồi hét lên với mọi người và mọi người đều hiểu rằng người bạn đồng hành đã chết này đã bị diệp vô phong giết nhưng bọn họ không bao giờ tưởng tượng được diệp vô phong lại xuất quỷ nhập thần như thế giết người mà bọn họ hoàn toàn không biết ngay khi những sát thủ này đang tìm kiếm diệp vô phong một sát thủ khác đột nhiên biến mất và lần này tên sát thủ thậm chí không hét lên nổi một tiếng diệp vô phong lại cầm trong tay hai khẩu tiểu liên sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt bảy tám người, trực tiếp nổ súng. chương 598, chịu chết đi. Đột nhiên, sắc mặt của những người này thay đổi rõ rệt, có né tránh cũng không kịp nữa rồi. Ở cự ly gần, tốc độ bắn của súng tiểu liên rất nhanh, uy lực rất lớn, đạn có thể xuyên qua một số bộ phận nhất định của con người. Bảy tám sát thủ ngã xuống đất, cuối cùng họ thậm chí không biết làm thế nào mà Diệp vô phong lại đến được đó. Vừa rồi bọn họ từ nơi đó đi tới, Hoàn toàn không thấy bóng dáng của Diệp Vô Phong, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở nơi bọn họ đi qua, điều này thật sự khiến bọn họ kinh ngạc. Thật tiếc là họ không có cơ hội nào để tìm ra quỹ đạo của Diệp Vô Phong cả. Bảy tám sát thủ đều mất mạng. Diệp Vô Phong một mình đứng ở phía trước xe chở dầu, để cho tất cả sát thủ không thể vượt qua xe chở dầu. Diệp Vô Phong giống như sát thần, con đường phía trước xe chở dầu chất đầy xác chết, nhất thời không ít sát thủ đến đây có chút rụt rè trên mặt đất có rất nhiều xác chết nhưng diệp vô phong vẫn còn sống và khỏe mạnh tất cả những điều này cho thấy diệp vô phong rất mạnh cũng chứng tỏ nơi này không thể vượt qua sự trùn bước của đối phương làm cho diệp vô phong thở phào nhẹ nhõm thật ra anh đã rất mệt mỏi rồi mặc dù là cường giả cảnh giới chiến thần cũng không bao giờ có thể chiến đấu suốt được con người sẽ biết mệt mỏi và bây giờ anh đã đủ mệt mỏi nếu lúc này ai đó tiếp tục xông lên Chắc chắn sẽ không còn anh dũng như trước nữa và anh sẽ chọn cách đánh khác. Tiết kiệm năng lượng nhiều nhất có thể. Chỉ là hiện tại có vẻ không cần thiết, những sát thủ này vốn đã rụt rè không dám tiến lên tấn công anh. Tình hình này đương nhiên là tốt nhất, ít nhất theo quan điểm của Diệp Vô Phong, hiện tại anh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này, càng ngày càng nhiều sát thủ tụ tập ở đây, nhưng bọn họ vẫn không dám vượt qua nơi này nhìn 34 người thi thể trên mặt đất, bọn họ nhất thời không biết nên làm sao. Họ nuốt nước bọt, không thể tin được là do một người làm. Diệp vô phong rốt cuộc là ai chứ? Cho dù là cường giả cũng phải có giới hạn, anh ta vẫn là người sao? Chúng ta hãy ra khỏi nơi này trước đã. Tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ chết ở đây nếu cứ tiếp tục như thế này. Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn rời khỏi liêu tây. Rời thì rời thôi, dù sao, dù sao tôi cũng không có lưu luyến gì với Liêu Tây, nhưng tôi vẫn trân trọng tính mạng của chính mình. Tất cả sát thủ bắt đầu chạy trốn ra ngoài, bọn họ không muốn chống lại Diệp Vô Phong, bọn họ đã làm được như thế này rồi, đương nhiên là đủ rồi. Yêu tử đang chậm rãi đi về phía trước, nhưng Trần Kiệt đã xuất hiện trước mặt anh ta vào lúc này, và khi đi qua bên cạnh đã tung một quyền đấm yêu tử. "Tao biết mày và Diệp Vô Phong cùng một bọn." Trần Kiệt đắc ý nói. Cuộc tấn công lén lút của anh ta có thể nói là bất ngờ, và anh ta sẽ không bao giờ để yêu tử nhận ra ý định giết người của mình. Thật đáng tiếc là yêu tử đã nâng cánh tay lên, chặn được nắm đấm của anh ta. Bùm! Toàn thân yêu tử bay ra phía sau và đâm vào một chiếc ô tô, yêu tử ho khan một tiếng và nhìn vẻ mặt đắc ý của Trần Kiệt. Trần Kiệt cười nói, không tôi, có thể biết tao sẽ ra tay với mày, nhưng cho dù như vậy, mày cũng sẽ không phải là đối thủ của tao đâu yêu tử nghi hoặc nhìn Trần Kiệt và không nói gì. Trần Kiệt tự lẩm bẩm, tao biết mày là một tên nhóc mới vào cảnh giới tông sư, thực lực cũng không tệ, nhưng mày lại gặp tao, tao đã ở cảnh giới tông sư khá lâu, hiện tại chính là cảnh giới tông sư cao cấp, đủ để giết chết mày rồi. Trong võ học, tranh lệch giữa mỗi cảnh giới nhỏ đều là chí mạng, chính là biểu hiện thực lực tranh lệch, trong tình huống bình thường tranh lệch cảnh giới nhỏ đã có thể đạt được chân áp hoàn toàn, tranh lệch hai cảnh giới nhỏ cũng có thể đánh chết đối phương vì vậy theo quan điểm của trần kiệt so với một tông sư sơ cấp anh ta chắc chắn có cơ hội chiến thắng rất cao yêu tử bây giờ chỉ là một cường giả tông sư sơ cấp mà thôi vì vậy anh ta không lo lắng chút nào cũng không nghĩ yêu tử có thể giết chết mình nhưng yêu tử lúc này chỉ nhìn trần kiệt một cách thờ ơ không tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng mà thay vào đó anh ta nắm chặt tay rất vững vàng và vào tư thế chiến đấu tự do Trần Kiệt hừ lạnh một tiếng, xem ra mày chưa đến Hoàng Hà thì nhất định không chịu thua mà, còn dám chống lại tao, thật không biết sống chết. Anh ta hét lớn và dùng cả hai tay đấm hướng về yêu tử, nhưng yêu tử chỉ dừng dưng nâng cánh tay lên, chặn nắm đấm của Trần Kiệt, đồng thời tung ra một cước. Trần Kiệt tung chân bay lên không chung, né đòn tấn công của yêu tử và đáp xuống đầu một chiếc ô tô nhỏ. Dám tấn công tao à? Thật là tự tìm đường chết. Trần Kiệt khó chịu hừ một tiếng, lại xuất thủ về phía yêu tử nhưng lần này trần kiệt chủ động ra tay cũng vẫn khiến yêu tử chỉ có thể ngăn cản công kích hoàn toàn không thể tấn công bởi vì sức mạnh của trần kiệt rất mạnh mẽ và sức mạnh này dường như đến từ bên trong lớn hơn nhiều so với sức mạnh của người thường yêu tử chỉ có thể không ngừng lui về phía sau chỉ thấy chiếc xe phía sau rung lắc dữ dội kính xe hơi nứt ra tuy nhiên trần kiệt chỉ lộ ra một nụ cười nham hiểm chịu chết đi nếu dám xuất thủ với tao Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao. Hai tay của anh ta hướng về phía yêu tử, mỗi cú đấm cũng đủ làm yêu tử bay ra, nhưng yêu tử vẫn cứ dựa vào chiếc xe mà chống cự. Ha, Trần Kiệt hét lên. Đột nhiên một cú đấm xuyên tim đập vào tim yêu tử, yêu tử xoay người tránh được cú đấm. Nắm đấm của rơi xuống chiếc xe phía sau yêu tử, ngay lập tức làm móp toàn bộ cửa xe. Trần Kiệt liếm môi, tao còn tưởng rằng mày còn không có né tránh được một chiêu của tao xem ra mày cũng biết một đấm của tao là đủ giết chết mày nhỉ yêu tử chỉ thờ ơ nhìn trần kiệt hoàn toàn không để ý đến mấy lời này anh ta vẫn đang chuẩn bị động tác rất nghiêm túc trong đầu không ngừng nghĩ cách giết trần kiệt trên thực tế anh ta có thể giết trần kiệt nhưng anh ta không muốn dùng những thứ mà mình sắp xếp để giết trần kiệt thật lãng phí nhưng vào lúc này tai nghe của yêu tử vang lên âm thanh yêu tử nếu không có việc gì mau đi tìm lão đại tôi đi lão đại tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Giọng nói của đường chảm truyền đến. Nghe xong lời này, yêu tử cũng không nghĩ tới nữa, nhìn thấy vẻ mặt vẫn rất tự hào của Trần Kiệt, anh ta thở dài một hơi, vốn còn muốn chơi một chút nữa. chương 599, đường chảm đối chiến với tư đồ phong. Yêu tử nói, tôi thực sự rất ghét vẻ mặt này của anh. Nếu không phải vì tôi không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên của mình vào anh, thì tôi đã giết anh từ lâu rồi. Trần Kiệt chỉ cười và không nghĩ những gì yêu tử nói là sự thật. Trong mắt anh ta, yêu tử chẳng qua là cao thủ ở cấp bậc tông sư sơ cấp, so với anh ta còn tranh lệch hai cấp, sao có thể bị giết chứ? Ngay khi anh ta chỉ tay vào yêu tử, xung quanh anh ta đột nhiên xảy ra một vụ nổ, vụ nổ nhấn chìm anh ta, và những gì anh ta muốn nói đã không bao giờ được nói ra. Yêu tử lắc đầu thở dài, thật sự không đoán ra được những người này đang suy nghĩ gì. Rõ ràng sức mạnh của vũ khí nóng đủ để giết chết bọn họ, bọn họ lại bảo thủ cho rằng cấp bậc cao hơn nên không thể bị giết được. Nói xong, anh ta lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, đi sâu vào trong đường hầm, anh ta tăng nhanh tốc độ, thân hình không ngừng bay lượn. Khi yêu tử đến trước mặt Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong chỉ vào xe chở dầu, cậu có nhìn thấy nó không? Yêu tử gật đầu, thân là một chuyên gia phá rỡ, anh ta đã ngửi thấy mùi bom rồi. Chiếc xe chở dầu này có đủ bom để kích nổ toàn bộ xe chở dầu. Nhà họ Nguyên định cho nổ tung cả đường hầm à? Yêu tử nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lắc đầu, tôi cũng không biết, nhưng tất cả những gì tôi biết là chúng ta không thể ngồi yên chịu chết, nhất định phải tháo dỡ loại bom này. Yêu tử suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tôi có thể thử một chút. Tuy rằng có thể không tháo được quả bom thủy ngân này, nhưng ít nhất tôi có thể hiểu được. Diệp Vô Phong gật đầu anh đang bắt đầu quan sát xung quanh để tìm cách đi ra khỏi đây. Ra khỏi cửa hầm là chuyện tuyệt đối không được, chắc chắn người nhà họ Nguyên đã giám sát lối ra vào đường hầm rồi, chưa kể lối ra vào đường hầm, người nhà họ Nguyên cũng đã lắp đặt giám sát ở trong đường hầm rồi. Camera giám sát chỉ ở phía sau xe chở dầu, chỉ cần anh dám xuất hiện bên trong giám sát, bên kia sẽ trực tiếp cho nổ xe chở dầu. Vụ nổ của loại xe chở dầu này, cho dù là cường giả cảnh giới chiến thần thì cũng chỉ có thể quỳ xuống thôi. Đương nhiên Diệp Vô Phong không muốn chết ở nơi này. Diệp Vô Phong đã sớm phát hiện ra một con kênh thoát nước, hình như có một lối đi nhỏ, anh không biết lối đi này dẫn đến đâu. Sau khi mở cửa lối đi, anh thấy bên trong tối om, như thể sắp bị nuốt chừng. Nếu thực sự không có lựa chọn, vậy chúng ta chỉ có thể hợp lại liều mạng thôi. Diệp Vô Phong cũng không còn cách nào, anh cũng biết tình huống bây giờ là như thế nào. Nếu không tìm ra lối đi, anh sẽ bị mắc kẹt trong đường hầm này suốt, nhà họ Nguyên cũng đang chờ tin tức của những kẻ sát thủ, nếu không cần đánh bom thì đương nhiên nhà họ Nguyên sẽ không cho nổ bom, dù sau thì sau đó bọn họ sẽ không biết giải thích với phía chính phủ như thế nào. Điều này đã chạm vào mấu chốt của bên trên, và quân đội sẽ trực tiếp san phẳng nhà họ Nguyên. Nhưng nếu thực sự chắc chắn rằng anh vẫn có thể sống sót thoát ra khỏi đường hầm, thì nhà họ Nguyên cũng không ngại mạo hiểm. Tất nhiên cuối cùng thì nhà Họ Nguyên sẽ thắng bằng phương pháp tương hại lẫn nhau này. Sau khi Diệp Vô Phong chết, công ty Hoa Cường không có cách nào để tiến vào Liêu Tây, bên cục Hồng Thuấn cũng sẽ rút lui. Một mũi tên chúng hai đích. Sau khi Diệp Vô Phong đi vào lối đi này, trong vòng vài phút anh đã đi lên từ phía dưới. Lúc này, yêu tử cũng tới chỗ Diệp Vô Phong và rừng rưng nói, tôi đã kiểm tra, đó là bom thiết bị nằm ngang thủy ngân bốn phương, nếu có liều lượng nó có thể kích nổ xe chở dầu. Hơn nữa để đề phòng người khác phá hủy thiết bị này, toàn bộ quả bom đã được gắn vào xe chở dầu. Vẻ mặt của Diệp Vô Phong có chút xấu đi, điều đó có nghĩa là chúng ta không có cách nào gỡ bom bên hông xe, đúng không? Yêu tử gật đầu, không có cách nào, cho dù tùy tiện chạm vào cũng có thể kích nổ bom. Đây chính là sức mạnh của loại bom này. Diệp Vô Phong thở dài, hiện tại chỉ có thể tìm cách rời khỏi nơi này, dù sao cũng không có cách nào rời quả bom đi, vậy anh chỉ có thể tìm một nơi để rời đi. Yêu tử cao mày ngồi trên xe chở dầu, nhìn dầu dò dỉ trên mặt đất. Hiện cả khu vực đã bị bao trùm bởi mùi xăng dầu. Có mùi hôi rất khó chịu. Diệp vô phong chỉ có thể nhún vai bắt đầu tìm đường thoát khỏi đây. Đường chảm rất nhanh đuổi kịp Liễu Như, nhìn thấy Liễu Như sợ hãi đi về phía trước, liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh Liễu Như, xin chào, tôi là em trai của lão đại, tên là Đường trạm khi nếu như bị đường chảm đuổi kịp, cô ta rõ ràng là sửng sốt, trong đường hầm này cô ta nhận định rằng không có bạn bè nào ngoài Diệp Vô Phong, cho nên cô ta không tin đường trảm là người tốt chút nào. Chỉ là khi cô ta còn đang do dự, lông mày của đường chảm đã nhăn lại rồi, anh ta nhanh chóng ôm liếu như đi vòng qua một bên, một trường này đã trưởng vào khoảng không, nhưng dù vậy, sau khi một trường này đánh ra, trong không khí chuyển đến âm thanh nổ tung. Đường chảm cao mày nhìn người trước mặt, thật thú vị, hóa ra là một cao thủ của cảnh giới chiến thần. Tư đồ phong thờ ơ nói, hãy giao cô gái này cho tôi, và tôi có thể để cho anh sống. Đường chảm rất tò mò, không đúng, nếu anh đã là ao thủ của cảnh giới chiến thần, tại sao còn làm việc cho nhà họ Nguyên? Không nên như vậy, anh đã là ao thủ của cảnh giới chiến thần rồi, anh có thể đi bất cứ đâu mà. Tư đồ phong chỉ hờ hững nhìn đường chảm, thấy đường chảm không có ý định giao liễu như ra nên khịt mũi một cái, bước tới, nhanh chóng đến gần đường trạm. Sau khi đến trước mặt đường trạm, anh ta trực tiếp tát vào chán Liễu Như. Đường trạm kéo Liễu Như lại, trong khi anh ta bước tới và tung một quyền ra. Bùm! Cả hai người lần lượt lùi về phía sau, đụng phải cột đá nhô ra trên tường. Đường trạm đã buông Liễu Như ra khi anh ta rút lui, nên Liễu Như không bị liên lụy. Liễu Như nhìn đường trạm rất sợ hãi. Đường chảm khịt mũi với Liễu Như, tôi đoán chừng không có cách nào bảo vệ cô được, Cô đi trước đi, nếu tôi giết chết tên này, tôi sẽ đuổi theo cô. Liễu như chỉ có thể vội vàng gật đầu, cô ta biết nếu mình ở đây chỉ là trở ngại đối với Đường Trảm, sau khi Đường Trảm và Tư Đồ Phong đánh nhau vừa rồi, cô ta biết thực lực của Đường Trảm cũng rất mạnh. Tư Đồ Phong nín thở nhìn Đường Trảm, mày cũng ở cảnh giới Chiến Thần ư? Đường Trảm rừng rưng nói, đừng nói nhảm nữa, nếu muốn khiêu chiến thì cứ việc tới, dù sao cũng chưa biết ai thắng ai. Lúc này Liễu Như bắt đầu đi ra ngoài lối vào đường hầm, trong khi tư đồ phong vội vàng chạy đến phía Liễu Như ngay lập tức. Anh ta tát về phía Liễu Như phong, Liễu Như kinh ngạc đứng ở nơi đó, chủ yếu là bởi vì tốc độ của tư đồ phong quá nhanh, cô ta chỉ có thể trước mắt, thậm chí còn không kịp làm gì. Bùm! chương 600, điều gì cũng có thể. Đường chảm lúc này nghiến răng nghiến lợi, em gái Liễu Như phải đi ra ngoài, mày đừng dối dám như vậy chứ. Từ đồ phong hít một hơi thật sâu và tự bay lên lần nữa, mục tiêu vẫn là Liễu Như, vì anh ta biết rằng Liễu Như chỉ là một người bình thường, chỉ cần chịu một trưởng của anh ta là sẽ chết. Anh ta hoàn toàn có thể tránh được trận chiến với đường chảm và giết được Liễu Như. Giết Liễu Như là nhiệm vụ hiện tại của anh ta. Về phần đối chiến với đường chảm, Nguyên Trần cũng không nói gì, cho nên anh ta không cần phải khăng khăng đối chiến với đường chảm. Nghĩ đến điểm này, anh ta lại ho khan một tiếng lại ra tay với Liễu Như. Chỉ là đường chảm dường như đã nhìn thấu hành động của anh ta, cho dù anh ta có ra tay như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị đường chảm giải quyết. Còn Liễu Như thì chỉ biết hét lên và biệt tai lại. Sau khi đường chảm ép tư đồ phong lại, anh ta kéo tay Liễu Như xuống, nghiêm túc nói, cô chỉ cần chạy hết con đường về phía trước, còn lại cứ giao cho tôi, cô tin tôi không? Liễu Như nhìn ánh mắt chân thành của đường chảm, chỉ có thể gật đầu đường trảm lộ ra nụ cười đúng vậy đúng vậy sau đó cô có thể chạy ra ngoài nhớ kỹ đừng dừng lại không nhìn lại trừ phi cô đã đi ra khỏi đường hầm rồi liễu như rất chắc chắn gật đầu và bắt đầu lao ra ngoài tư đồ phong hừ lạnh một tiếng mày thật sự cho rằng tao không tồn tại sao đúng là tự tìm đường chết đường trảm chặn trước mặt tư đồ phong và hướng một quyền về phía tư đồ phong anh ta biết nếu muốn chặn tư đồ phong phải cho Tư Đồ Phong biết rằng nếu anh ta không dùng hết sức để chống lại mình, anh ta sẽ chết. Chỉ bằng cách này, Tư Đồ Phong mới có thể tạm thời tha cho Liễu Như. Vẻ mặt của Tư Đồ Phong thay đổi, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Trảm lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí đủ để làm anh ta bị thương. Hơn nữa, tuổi của Đường Trảm chỉ chưa đầy 30. Ở độ tuổi như vậy mà có được sức mạnh như thế thì là thiên phú gì đây? Tư Đồ Phong đã quên rằng Diệp Vô Phong cũng trạc tuổi này và sức mạnh của anh thậm chí còn tốt hơn. Đường chảm rừng dưng nhìn tư đồ phong, nắm đấm không ngừng hướng về phía tư đồ phong, hoàn toàn từ bỏ ý định phòng thủ của mình. Mà tư đồ phong biết hiện tại đường chảm có rất nhiều sơ hở, nhưng anh ta không có cách nào đánh trúng những sơ hở đó. Nắm đấm của đường chảm lúc này quá lợi hại, mỗi lần ra tay đều là chúng vào nơi chí mạng, nếu anh ta dám từ bỏ phòng ngự mà tấn công đường chảm, kết quả cuối cùng sẽ khiến cả hai đồng thời bị thương nặng. Đương nhiên anh ta không muốn làm loại trao đổi này, nhiệm vụ của anh ta là giết Liễu Như, nếu bị thương nặng thì làm sao có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Vì vậy, trong một lúc, Tư Đồ Phong chỉ có thể cố dẫy dụa khỏi chiêu thức hung dữ của đường chảm. Bùm! Sau khi đường chảm tung một quyền đánh lùi chiếc xe hơi lại nửa mét, anh ta hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tư Đồ Phong, cười nói, xem ra cảnh giới chiến thần của anh cũng không tốt lắm, chẳng khác gì lúc bình thường tôi đánh nhau với một con chó cả vẻ mặt tư đồ phòng u ám, đương nhiên có thể nghe ta những lời châm chọc trong đó, nhưng anh ta cũng không tức giận, bởi vì là cường giả cảnh giới chiến thần, anh ta sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối trận chiến của mình dễ dàng như vậy. Vì thế anh ta chỉ hờ hướng rũi ra lòng bàn tay, nhóc con, nếu mày đã muốn chết thì tao sẽ thành toàn cho mày. Đường chảm phất tay, đừng nói những chuyện này nữa. Anh cho rằng tôi không biết thực lực của anh sao, muốn giết tôi sao, e là cả đời này cũng không được đâu. Tư Đồ Phong bước một chân ra, bóng dáng của anh lập tức đến trước mặt đường chảm, còn đường chảm thì nắm chặt hai tay, mở ra đóng lại, anh dũng như chiến thần hạ phàm. Sau trăm hiệp, Tư Đồ Phong thở hồn hền, nhìn đường chảm chỉ bình tĩnh đứng trước mặt mình, trên người không có vết thương, trong mắt anh ta hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi vì anh ta biết thực lực của chính mình là ở cảnh giới chiến thần, nếu có thể so tài với anh ta như vậy, nhất định phải ở cảnh giới chiến thần anh ta đoán chừng thực lực của đường trảm đã đạt tới cảnh giới chiến thần trung kỳ sức mạnh không thể đo lường được anh ta thậm chí có chút kinh ngạc tại sao những người này tuổi còn trẻ lại có thể nâng lên cảnh giới chiến thần chứ tình huống này đúng là quá nghịch thiên quên đi tôi cũng không có nhiều thời gian chơi với anh tôi muốn tốc chiến tốc thắng đường trảm nhìn thời gian anh ta cảm thấy diệp vô phong hẳn là đã có kế hoạch nhanh chóng rời khỏi đường hầm và đuổi theo liễu như mới đúng cũng không thể bỏ lỡ việc của lão đại được, đường chảm nghiêm túc nói. Trước tiên anh ta nắm chặt nắm đấm, từng quyền đều có sức mạnh to lớn, tốc độ của anh ta rất nhanh, anh ta giã thất tinh bộ mà Diệp vô phong đã dạy cho mình, cho nên dáng vẻ của anh ta nhanh đến kỳ lạ, trong lúc nhất thời tư đồ phong không thể bắt được thân bình của anh ta. Sắc mặt của tư đồ phong thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không biết Diệp vô phong đã làm như thế nào. Rõ ràng là đã rất mạnh, bây giờ ngay cả các chiêu thức của hoa hạ cũng có sẵn sau khi nhìn thấy thất tinh bộ, anh ta biết rằng bộ pháp này được lưu truyền từ hoa hạ. Nhóc con, mày học được từ đâu? Từ đồ phong lui ra ngoài và mở ra một khoảng cách tương đối an toàn. Đường chảm nhún vai, chuyện đó thì tôi không biết. Lúc đó, một người ăn mày nói với tôi rằng xương cốt của tôi rất lạ, tôi thích hợp để tu luyện một kỹ năng độc nhất vô nhị. Sau khi bảo tôi đưa 10 đồng thì ông ấy đưa tôi một quyển sách, tôi luyện theo những gì trong sách ghi, nhanh chóng đạt được thành tựu. Đương nhiên, tư đồ phong không tin lời nói bịa đặt của đường chảm, khịt mũi, nếu không muốn nói chuyện, quên đi, bất kể là họ ở nơi nào, chết cũng xứng đáng. Đường trảm xua tay, này, tôi thật không biết ông lấy đâu ra dũng khi nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, đến giờ anh đã làm tôi bị thương chưa? Ngay cả làm tôi bị thương còn chưa làm được, thế mà còn mạnh miệng nói muốn giết tôi. Anh hù dọa ai chứ? Khuôn mặt của tư đồ phong lúc này đã đỏ bừng, đây là bởi vì anh ta đang tức giận nhưng tư đồ phong cũng biết những gì đường chảm nói đúng, cho tới bây giờ anh ta thật sự không thể làm đường chảm bị thương. Lúc gặp Diệp vô phong ở nhà họ Nguyên, anh ta đã rất khiếp sợ, bây giờ gặp đường chảm, mặc dù không còn khiếp sợ như lần trước, nhưng cũng đủ khiến anh ta kinh ngạc. Tuy nhiên, trận chiến vẫn tiếp tục, cho dù tư đồ phong muốn rời khỏi chiến trường cũng không làm được, bởi vì tốc độ của đường chảm rất nhanh, chiêu thức của anh ta cũng rất mạnh mẽ, uy lực, thêm vào đó là sự kỳ lạ của thất tinh bộ, anh ta không dám rời đi, nếu anh ta rời đi, đường chảm sẽ có thể tập kích từ một bên. Vì vậy, anh ta biết rằng những gì anh ta có thể làm bây giờ là giết đường chăn trước. Cho dù loại chuyện này rất khó, nhưng anh ta nhất định sẽ làm được. Hai người lại tấn công nhau, sau hàng trăm hiệp, đường chảm cuối cùng cũng bắt được một sơ hở của tư đồ phong, tung một quyền khiến tư đồ phong lùi lại. Tư đồ phong không cản lại được, chỉ có thể nhìn đường chảm vỗ vào thân thể anh ta, khiến anh ta bay lộn ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 600.